Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 23. Chương 221, Hải Già Cuộc Chiến Thượng. Liễu Minh đối mặt với công kích sắc bén như vậy, không có thời gian suy nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ lên một cái túi da nào đó bên hông. Lập tức một cỗ khí đen kèm theo một tràng tiếng rít cuốn ra, trực tiếp nghênh đón đạo ánh sáng màu bạc đang bắn tới từ phía đối diện kia. Đồng thời thanh nguyệt kiếm trong tay hắn quay tít một vòng liền phóng ra từng đạo kiếm ảnh màu xanh điên cuồng bổ về phía cự hán. Sau một hồi tiếng va chạm hỗn loạn, thân hình cự hán loạng choạng ngã ra phía sau, bị kiếm ảnh màu xanh giăng đầy trời mạnh mẽ bức lui trở lại. Cùng lúc đó, đầu quái ngư màu bạc và bạch cốt hạt hiện ra từ trong cỗ khí đen kia đâm thẳng vào nhau, tiếp đó chúng quấn lấy nhau thành một đoàn mà rơi xuống mặt đất. Bạch cốt hạt không sợ sệt chút nào nhấc hai cái càng lớn lên, điên cuồng tấn công về phía quái ngư màu bạc như cuồng phong loạn vũ. Đầu quái ngư kia mặc dù không có tay chân, nhưng phần đầu nó vốn đã như một lưỡi dao sắc bén, cái đầu chỉ điên cuồng lắc qua lắc lại đã chặn được hơn phân nửa công kích của cốt hạt. Ngẫu nhiên có một vài công kích chạm được vào người nó, nhưng cũng bị lớp vảy màu bạc trên thân thể làm cho trượt đi. Tuy nhiên dù như thế, nhưng quái ngư này cũng chỉ có thể ngăn cản được trong chốc lát mà thôi. Lúc cái đuôi móc câu sau lưng cốt hạt hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen tham gia công kích, quái ngư không kịp trốn tránh. Trên người lập tức xuất hiện thêm mấy cái lỗ thủng máu me nhầy nhụa, từng dòng máu đen từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra. Quái ngư vừa bị trọng thương vừa trúng kịch độc, nhanh chóng lâm vào cảnh không chống đỡ nổi, chỉ có thể liên tục đập hai cánh mà tránh né. Nhưng giờ phút này, cự hán lại dường như không nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của quái ngư. Bởi vì giờ đây, một tay Liễu Minh liên miên bổ ra từng đạo kiếm ảnh màu xanh, tay còn lại liên tục phóng ra phong nhận màu xanh, dường như pháp lực của hắn không có giới hạn vậy. Ban đầu chỉ là từng đạo phong nhận màu xanh rời rạc ngắt quãng, nhưng chỉ sau một lát, lập tức đã có 2-3 đạo, thậm chí 3-4 đạo bắn ra cùng một lúc. Hai cánh tay cự hán biến thành hai cái cự ngao vàng rực, mặc dù lợi hại, thậm chí có thể ngạnh kháng kiếm khí mà không hề hấn gì. Nhưng khi đối mặt với công kích dày đặc như vậy, cũng chỉ có thể múa may chúng tạo thành một màn ánh sáng màu vàng, đau khổ trèo trống mà thôi. Song gã vẫn bị mấy đạo phong nhận lọt lưới chém lên một bên vai những vết thương thật sâu, từ đó tuôn ra huyết dịch màu xanh nhạt. Cự tranh vừa giận vừa sợ, đương nhiên không cam lòng một mực bị đối thủ đánh chém đến mức không có lực hoàn thủ. Bỗng nhiên cái đuôi cá cực lớn của gã quét mạnh vào hư không gần đó, lúc này từng điểm ánh sáng màu lam mau chóng tụ lại. Chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành nước biển cuồn cuộn, tuy độ lớn không thể nào so sánh với vùng nước biển mà Đồng Thái Hậu sau khi biến thân điều khiển, nhưng cũng đủ để bao bọc toàn bộ thân hình gã vào trong. Khi những đạo phong nhận lóe lên đến trước mặt gã, hơn phân nửa lực lượng đều bị tầng nước biển này triệt tiêu. Phần lực lượng còn lại bị lân phiến màu xanh ngăn cản, chỉ có thể lưu lại trên đó một vài vết màu trắng mờ mà thôi. Tuy nhiên đúng lúc này, toàn bộ phong nhận và kiếm ảnh ở chỗ Liễu Minh phía đối diện đều không thấy đâu nữa, thay vào đó là một quả cầu lửa đỏ thẫm. Ban đầu chỉ lớn cỡ cái bát ăn cơm, nhưng sau khi nó quay tít một vòng trong tiếng chú ngữ trầm thấp liền biến lớn cỡ cái vạc nước. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hai tay run lên, quả cầu lửa khổng lồ phát ra những tiếng phừng phừng bay thẳng về phía cự hán. Cự tranh thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi, đương nhiên tuyệt không muốn đón đỡ công kích như thế, thân hình khẽ chuyển động, định tránh sang một bên. Nhưng đúng lúc này, một chân Liễu Minh đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, toàn thân như mũi tên rời cung bắn về phía đối diện. Cự hán khó khăn lắm mới tránh được quả cầu lửa khổng lồ, lúc này chỉ thấy trước mắt nhoáng lên. Liễu Minh bỗng xuất hiện cách chỗ gã đứng tầm 2 trượng, hơn nữa một tay còn nhấc lên, một cái thiết đồng màu đỏ thắm nhắm về phía gã. Không xong, cự tranh thầm kêu một tiếng, nhưng lúc này còn muốn tránh đi thì đã muộn mất rồi. Chỉ nghe lách cách, một tiếng, một tấm lưới óng ánh từ thiết đồng bắn ra, vừa vặn vây lấy gã. Cự hán chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, nước biển hộ thể vừa tiếp xúc với tấm lưới lập tức ngưng kết thành băng. Song gã vẫn kịp giống to một tiếng, hai cái càng lớn màu vàng điên cuồng cắt kẹp, tầng băng trên người vỡ vụn thành từng khúc rơi xuống. Nhưng lúc này, trên mặt Liễu Minh đứng cách đó không xa lại hiện lên vẻ quỷ dị. Thân hình hắn khẽ chuyển động, lặng yên không một tiếng động bay về phía sau. Cự hán khẽ giật mình, khi chưa hiểu ra ý nghĩa hành động của Liễu Minh, gã bỗng nhiên cảm thấy sau lưng bỏng rát, sau đó ánh lửa lập lòe hiện lên.
Quả cầu lửa khổng lồ vốn dĩ gã đã tránh được lúc trước xoay một vòng, vô cùng chuẩn xác quay ngược trở lại, xuất kỳ bất ý đập lên người cự hán. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên. Cự hán hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân đã bị sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, thân hình chỉ kịp dãy dụa hai cái đã biến thành cho bụi ngay trong đám mây lửa đỏ thẫm hình cây nấm. Hầu như cùng lúc đó, đầu quái ngư màu bạc kia vì tâm thần tương liên với cự hán, ngay khi chủ nhân chết đi, thân hình cũng không tự chủ được mà khẽ run lên. Bị cốt hạt nắm lấy cơ hội nhào tới, sử dụng hai cái càng lớn kẹp chặt, đồng thời cái đuôi móc câu sau lưng nhoáng lên, vô số đường sáng màu đen hiện ra. Đầu yêu ngư đáng thương này vốn cũng là một loại hải thú cực kỳ hiếm thấy, giờ phút này thân hình lại bị xuyên thủng như tổ ong, đồng thời chất độc trong cơ thể không áp chế được nữa mà bộc phát ra, thân hình màu bạc lập tức biến thành đen kịt, máu thịt nhanh chóng rữa ra với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi trải qua một phen kịch đấu như vậy, Liễu Minh cuối cùng cũng giải quyết xong một tên cường địch. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn lại hơi tái đi một chút, sau khi ngón tay cùng lúc điểm lên hai bên thái dương mấy cái, thần sắc mới dễ coi hơn chút ít. Sở dĩ hắn bị như thế là vì lúc trước khống chế quả cầu lửa khổng lồ thay đổi phương hướng mà hao một tổn lượng lớn tinh thần lực. Loại phương pháp điều khiển pháp thuật này, trước kia tuy hắn đã thử qua mấy lần, thế nhưng chỉ là một vài hỏa đạn và phong nhận bình thường, hơn nữa chỉ hơi thay đổi phương hướng công kích một chút mà thôi. Còn đối với việc hoàn toàn khống chế quả cầu lửa khổng lồ như vừa rồi thì vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù kết quả khiến cho hắn rất hài lòng, nhưng lượng tinh thần lực tiêu hao cũng vượt quá dự liệu. Tuy nhiên giờ đây thì hắn cũng bất chấp, bởi vì lúc này, trận chiến cách đó không xa cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy sau khi một tiếng cười to vang lên, một bóng người thon thả đã quay mà văng ra từ trong vùng nước biển. Đúng là Hồ Xuân Nương. Sau khi nàng ta văng đi xa vài chục trượng liền loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, dường như thân thể bị vô số lưỡi dao sắc bén đồng thời cắt qua vậy. Còn hai thanh đoản kiếm trong tay nàng ta, một thanh thì bị xuyên thủng hơn 10 lỗ nhỏ, thanh còn lại thì bị gập lại làm đôi. Mà vùng nước biển đang điên cuồng xoay tròn kia bỗng nhiên phân làm hai, thân hình quái vật hải già do Đồng Thái Hậu biến thành một lần nữa xuất hiện. Lúc này, mặt mũi nó tràn đầy vẻ dữ tợn, một tay nắm cán tam xoa kích cực lớn, đầu kia đang treo lủng lẳng thân hình vị đệ tử tên gọi Phùng Long của Man Quỷ Tông. Thân hình nam tử trung niên bị lưỡi tam xoa kích sắc bén xuyên thủng qua chỗ yếu hại, thân hình cũng đầy vết thương, song lại còn mềm oặt, đầu cúi gục xuống, máu tươi chảy ròng ròng, rõ ràng đã không còn chút sinh cơ nào nữa. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thân hình hải già do Đồng Thái Hậu biến thành nhoáng lên một cái, đang định thúc giục nước biển dưới chân sông tới chỗ Hồ Xuân Nương. Nhưng sau một khắc lại dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai mắt vừa khéo đối diện với ánh mắt Liễu Minh, đồng tử không khỏi co rụt lại. Lúc này, thị đương nhiên cũng hiểu được kết quả trận chiến bên phía Liễu Minh. Trên mặt đất ngoại trừ một vài dấu vết chứng tỏ ở đây đã từng xảy ra chiến đấu thì chỉ còn lại thi thể quái ngư đang chậm rãi bị hòa tan. Về phần cự hán với tư cách là đối thủ của Liễu Minh đã không còn sót lại chút gì nữa. Liễu Minh cũng không nói nhiều, hắn lập tức nhấc chân đi về phía đối thủ cực, lớn trước mắt. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt dường như cũng nhận được ám hiệu gì đó của hắn, lúc này thân hình nó khẽ chuyển động, chui thẳng xuống đất không thấy tăm hơi. Hải gia do Đồng Thái Hậu biến thành hừ lạnh một tiếng, sau đó há miệng phun ra một luồng khí cực lạnh về phía thi thể Phùng Long treo lơ lửng trên một đầu tam xoa kích, biến nó thành một khối băng. Thị Dung dung binh khí trong tay, khối băng lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này sắc mặt vị phu nhân hải tộc tiến hành hải gia biến thân này lạnh lẽo vô cùng, hiển nhiên cũng cảm giác được Liễu Minh không tầm thường, thực sự coi là một tên đại địch rồi. Phía bên kia, Đỗ Hải vẫn đang điên cuồng chém xuống màn sáng bảo hộ phía ngoài mụ vú già trung niên. Tuy nhiên lúc này, màn sáng đã rút nhỏ gần nửa so với lúc trước, mụ vú già trung niên bên trong đã không còn dáng vẻ thong dong nữa. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đồng thời từng luồng khí nóng từ sau lưng bốc lên. Biểu hiện của mụ ta như vậy, gần nửa là vì Đỗ Hải công kích, còn lại là vì Trương Tú Nương bên kia sử dụng ngự kiếm thuật công kích huyết trận mấy lần. Tuy mụ đã dốc sức liều mạng rót pháp lực vào bên trong huyết trận, nhưng vẫn không thể nào kịp thời khôi phục những vết rách mới xuất hiện trên màn sáng màu máu. Giờ phút này, màn sáng màu máu đã có hơn 10 vết rách, hơn nữa vết sau lại càng rộng càng sâu hơn vết trước. Trên không trung, nam tử gầy gò vốn đang cười mỉm,
nhưng càng lúc sắc mặt càng ngưng trọng, ánh mắt liên tục đảo qua Đổng Thái Hậu và Liễu Minh, dường như đang thầm cân nhắc chênh lệch thực lực giữa hai người. Về phần Diệp Thiên Mi trên phi xa Thanh Đồng thì thần sắc vẫn như lúc đầu. Bất kể là Phùng Long bị hải già do Đổng Thái Hậu biến thành dùng tam xoa kích xuyên thủng thân hình mà chết, hay là Liễu Minh điều khiển quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt Cự Hán thành cho bụi, dường như cũng không thể làm cho thần sắc nàng ta có chút rung động nào. Nhưng linh sư hai tông ở gần đó xem trận chiến như đám Chu Thiên Hợp, Đại Hán họ Lôi, lại rất kinh ngạc với cục diện phía dưới. Lôi huynh, vị đệ tử này là ai vậy? Không ngờ mới ở cảnh giới linh đồ mà có thể cưỡng ép thúc dục thần niệm lực khống chế pháp thuật. Chỉ sợ cường độ tinh thần lực của người này cũng đủ để đứng vào 10 thứ hạng đầu trong toàn bộ linh đồ của năm tông chúng ta à. Rốt cuộc Chu Thiên Hợp cũng không nhịn được mà quay đầu hỏi Đại Hán họ Lôi. Người này là nhân vật số 1 số 2 trong hàng ngũ tân đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông chúng ta, hơn nữa ở trong bí cảnh còn lập nhiều đại công vì bản tông, đích xác là thực lực bất phàm. Về phần tính danh của hắn, Chu đạo hữu không cần hỏi ta, khi trở về ngươi chỉ cần để tâm nghe ngóng một chút là biết liền. Ánh mắt Đại Hán họ Lôi chớp động vài cái, sau đó cười hặc hặc trả lời một cách hàm hồ. Thì ra là vị đệ tử này của Quý Tông cũng rất nổi tiếng. Tuy nhiên đệ tử hạch tâm như vậy, không tu luyện cho thật tốt ở trọng địa của Quý Tông, chuẩn bị trùng kích linh sư, làm sao lại tới Huyền Kinh đảm nhiệm chức vụ giám sát vậy? Điều này chẳng phải là có chút không biết trọng nhân tài sao? Chu Thiên Hợp nghe vậy, bỗng nhiên cười cười nói. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 222, Hải Già Cuộc Chiến Hạ. Hụ, bổn tông làm như thế đương nhiên có cách nghĩ riêng của mình, cũng không nhọc đến Chu huynh hỏi tới à. Ngay khi Đại Hán họ Lôi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Lâm Thải Vũ bên cạnh đã cười nói. Thì ra là thế, Chu mỗ có chút mạo muội rồi. Tuy nhiên, tại hạ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Chu Thiên Hợp gật gật đầu, sau đó thản nhiên trả lời. Đại Hán họ Lôi nghe vậy hơi nhíu mày, đang định nói thêm điều gì thì trong chiến đoàn phía dưới chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, không ngờ lại khiến cho hư không phụ cận nổi lên từng trận sóng khí. Tất cả mọi người đều giật mình, không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa mà đồng loạt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc này, hai tay Liễu Minh đang nắm chặt một đạo kiếm quang màu xanh mờ dài hơn một trượng, đang lấy cứng trọi cứng với cây tam xoa kích cực lớn trong tay hải già do Đổng Thái Hậu biến thành kia. Kết quả là một người trong đó đạp đạp rút lui 7-8 bước, người còn lại thì thân hình chấn động, cũng bay ngược ra phía sau hai trượng, thật không ngờ lực lượng song phương lại không chênh lệch nhiều lắm, người 8 lạng kẻ nửa cân. Nhưng sau khi Liễu Minh ổn định lại thân hình, hắn chỉ khẽ huy động kiếm quang trong tay cực lớn một phát, sắc mặt không thay đổi chút nào. Mà Đổng Thái Hậu được nước biển xung quanh trợ giúp dựng thẳng người lên, trên mặt lại tràn đầy vẻ giật mình. Phải biết rằng tuy thị không chuyên môn tu luyện sức mạnh, nhưng trình độ thân thể sau khi biến thân thành hải già mạnh mẽ hơn xa người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu không, lúc trước khi kịch đấu cận thân với hai người Phùng Long một phen, trong tình huống thị không sử dụng thần thông nào khác, cũng không thể chỉ dựa vào tam xoa kích cực lớn trong tay liền đơn giản chiến thắng hai người liên thủ. Tuy nhiên lúc này thân hình Liễu Minh đã nhoáng lên một cái, không ngờ lại biến ảo thành 5-6 bóng người giống nhau như đúc, tất cả đều lóe lên xông tới chỗ Đổng Thái Hậu. Mặc dù Đổng Thái Hậu cảm thấy hơi kiêng kỵ với khí lực mạnh mẽ của Liễu Minh, nhưng thấy một màn này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tam xoa kích trong tay vẽ một cái vào hư không đằng trước người, lập tức nước biển dưới thân cuồn cuộn chuyển động, sau đó xoáy lên một con sóng lớn lao thẳng về phía trước. Ảo! Một tiếng. Sau khi con sóng lớn hùng hổ cuốn qua, hơn phân nửa số bóng người kia đều lóe lên mà tan biến, một bóng người trong đó lại mạnh mẽ xông thẳng qua sóng biển, kiếm quang màu xanh chỉ khẽ chuyển động, một đạo kiếm khí khổng lồ dài hơn trượng bổ tới trước mắt. Đuôi lông mày Đổng Thái Hậu giật giật, không nói hai lời khẽ múa tam xoa kích ra trước người, đập mạnh lên đạo kiếm khí khổng lồ. Sau một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng đạo kiếm khí khổng lồ kia cũng bị đánh tan. Nhưng chỉ trong một lát trì hoãn như vậy, thân hình Liễu Minh lại uốn éo, dường như không có chút sức nặng nào lướt tới chỗ cách Đổng Thái Hậu không đến một trượng. Một tay giơ lên, ba đạo phong nhận phát ra tiếng xé gió suy suy bắn ra, đoạn kiếm trong tay kia cũng khẽ múa, xoẹt xoẹt hai đạo kiếm khí cùng lúc phóng đi. Hầu như cùng một thời điểm, mặt đất dưới bàn chân hải già do Đổng Thái Hậu biến thành bỗng lóe lên một cái bóng đen,
bạch cốt hạt từ trong lòng đất vọt lên. Hai cái càng lớn kẹp tới hai chân con quái vật, đồng thời cái đuôi móc câu sau lưng lắc lư mấy cái, hóa thành hơn 10 đường sáng màu đen theo sát phía sau. Liễu Minh và bạch cốt hạt phối hợp với nhau thật không chê vào đâu được, linh đồ đại viên mãn bình thường mà gặp phải, cơ bản là không thể tránh né. Thế nhưng Đồng Thái Hậu đối mặt với công kích như thế lại rất điềm tĩnh, miệng rít to một tiếng. Tam xoa kích trong tay nhoáng lên liền biến thành một cán phiên kỳ cực lớn màu đen cao cỡ 4 trượng, hơn nữa mặt ngoài còn in rõ vô số đạo phù văn màu bạc. Đồng Thái Hậu chỉ vung phiên này lên một cái, lập tức từng vòng sóng màu đen từ đó nhộn nhạo tỏa ra. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những nơi gợn sóng màu đen đi qua, bất kể là nước biển hay là phong nhận, kiếm khí. Toàn bộ công kích đều ngưng đọng lại, sau đó từng khúc vỡ vụn ra mà biến mất. Bạch cốt hạt chỉ kịp giống to một tiếng, sau đó bị một gợn sóng màu đen mạnh mẽ đánh bay. Liễu Minh thấy vậy kinh hãi, thân hình nhoáng lên một cái, dùng một tốc độ kinh người bắn ngược trở lại. Lập tức Đồng Thái Hậu lại quát to một tiếng, phiên kỳ màu đen trong tay quét ngang ra trước người, phất một cái vào hư không về phía Liễu Minh. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí bốn phía xung quanh siết chặt lại, từng đạo lực lượng vô hình lập tức quấn quanh người hắn, khiến cho tốc độ chậm lại khá nhiều. Tiếp đó vẻ tàn khốc trên mặt Đồng Thái Hậu hiện lên, một tay bỗng nhiên nắm một cái vào hư không. Nước biển cuồn cuộn dưới chân nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng, hung hăng chộp về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, nhưng lập tức ánh sáng màu lam trong tay áo lóe lên, cán tinh thủy kỳ kia bắn ra, nó vừa xuất hiện đã chớp lên một cái rồi chui vào trong thân thể hắn không thấy đâu nữa. Phanh một tiếng, đại thủ màu lam bắt gọn Liễu Minh, năm ngón tay lập tức dùng lực, như muốn trực tiếp bóp nát thân hình trong tay. Nhưng thân hình Liễu Minh nhanh chóng mờ đi, vậy mà lại biến thành trạng thái như chất lỏng, sau khi uốn éo mấy cái liền không tốn, chút sức lực trượt ra khỏi bàn tay khổng lồ kia. Tiếp đó hắn nhoáng lên mấy cái liền xuất hiện ở chỗ cách đó vài chục trượng, lập tức há miệng nhổ ra cán tiểu kỳ màu lam, thân hình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Tinh thủy kỳ, chính ngươi đã giết Úy Ngọc. Đồng Thái Hậu mắt thấy cảnh này lại thét lên hai câu chói tai, trong giọng nói không ngờ lại vừa giật mình vừa vui mừng. Liễu Minh thấy vậy thần sắc hơi đổi, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ném thanh đoản kiếm màu xanh đang cầm trong tay lên không trung. Lúc này một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm về phía đoản kiếm trong hư không. Tay kia thì chậm rãi nhấc lên, từng điểm sáng màu lam xuất hiện trong tiếng chú ngữ, thấp thoáng thấy được một cái băng chùy màu lam dài vài thước đang chậm rãi thành hình. Đồng Thái Hậu thấy vậy, trong lòng rùng mình, không nói hai lời phất phiên kỳ trong tay lên, lần nữa điểm về phía Liễu Minh ở xa xa. Nhưng khi thị vừa mới điểm ra, thân hình Liễu Minh lại nhoáng một cái đã xuất hiện ở một nơi khác như ma quỷ. Sau mấy lần liên tiếp dùng phiên kỳ công kích thất bại, sắc mặt Đồng Thái Hậu càng lúc càng khó coi, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kéo theo cả vùng nước biển xông về phía Liễu Minh. Nhưng đúng lúc này, bóng đen dưới mặt đất lại lần nữa lóe lên, bạch cốt hạt bao bọc trong một đoàn sương mù màu tím đen bổ nhào về phía Đồng Thái Hậu. Cút ngay cho ta! Đồng Thái Hậu thấy vậy giận dữ, vung phiên kỳ màu đen trong tay lên, lúc này một dải ánh sáng màu đen cuốn ra. Nhưng lúc này ánh sáng màu xanh lá trong hai mắt bạch cốt hạt lại lóe lên, sau đó nó đột nhiên há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím. Phừng! Một tiếng, ngọn lửa màu tím vừa tiếp xúc với dải sáng màu đen kia, không ngờ lại giống như gặp được củi khô, lập tức bốc cháy rào rạt. Thân hình cốt hạt nhoáng một cái liền xuyên thẳng qua ngọn lửa màu tím kia, đồng thời sương mù màu tím đen trên người đột nhiên cuốn về phía trước, lao nhanh tới va chạm với vùng nước biển. Một màn kinh người xuất hiện, một phần nhỏ nước biển, chỗ tiếp xúc với đoàn sương mù màu tím đen không ngờ lại nhanh chóng biến thành màu đen xỉ như mực. Đồng thời một mùi tanh thối nồng nặc từ đó tỏa ra, hơn nữa còn đang khuếch tán với tốc độ rất nhanh. Đồng Thái Hậu vốn nghĩ rằng chỉ cần tiện tay huy động phiên kỳ màu đen là có thể đánh bay cốt hạt, mắt thấy cảnh này sợ hãi kêu lên một tiếng. Lúc này không dám chần chừ vội vàng dùng phiên kỳ màu đen rạch một cái vào vùng nước biển phía dưới, phanh một tiếng. Non nửa phần nước biển màu đen lập tức tách ra rồi rơi từ không trung xuống, nhưng bạch cốt hạt lại lần nữa vọt tới bên người Đồng Thái Hậu. Cái đuôi móc câu sau lưng khẽ chuyển động liền biến thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen đâm tới. Sau khi chứng kiến kịch độc của bạch cốt hạt, Đồng Thái Hậu làm sao dám lại để công kích này dính vào thân thể mình chút nào. Thị chỉ phất phất phiên kỳ màu đen ra phía trước người,
Lập tức từ đó tuôn ra vô số phù văn màu bạc, chúng nhanh chóng quay tít một vòng liền biến thành một mặt phù thuẫn màu bạc. Cái đuôi móc câu màu đen công kích lên mặt phù thuẫn, lập tức một tiếng nổ lớn như sét đánh vang lên. Mấy đạo hồ quang điện cực lớn từ chỗ va chạm lượn lờ tuôn ra, lập tức phản kích lên người Bạch Cốt Hạt. Toàn thân đầu quỷ vật đáng thương này run lên, sau đó liền mang theo mùi cháy khét lẹt rơi từ không trung xuống đất. Tuy nhiên có thời gian Cốt Hạt ngăn cản một lát, Liễu Minh bên kia cũng đã thi pháp xong xuôi. Hai mắt hắn trợn lên quát khẽ một tiếng, sau đó một ngón tay điểm thẳng vào hư không. Một vòng tròn màu xanh như trăng rằm đường kính hơn một trượng nhanh chóng xoay chuyển, nó chỉ lóe lên một cái đã không thấy đâu nữa. Cánh tay còn lại của hắn khẽ chuyển động, băng chùy cực lớn dài vài thước đã ngưng tụ chắc chắn cũng chớp lên một cái rồi bắn đi. Sau một khắc, trên không chỗ đỉnh đầu Đồng Thái Hậu chấn động, vành trăng tròn màu xanh lặng yên không một tiếng động hiện ra rồi lao thẳng xuống. Đồng thời băng chùy màu lam cũng lóe lên một cái, mang theo từng trận khí tức lạnh lẽo bay tới chỗ cách thị chỉ hơn một trượng. Đồng Thái Hậu mắt thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ run sợ, một tay vội ném phiên kỳ màu đen lên không trung. Nó nhanh chóng biến thành một đoàn sương mù màu đen bảo vệ đỉnh đầu, đồng thời từ trong đó vang lên từng hồi tiếng nổ đi đùng, vô số đạo quang điện lượn lờ tuôn ra. Còn tay kia của thị thì nắm một cái vào hư không phía trước, nước biển xung quanh cuộn lên, lần nữa hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam chộp về phía băng chùy. Oanh một tiếng, vành trăng tròn màu xanh thoáng cái đã rơi vào trong đoàn sương mù màu đen, lập tức từng đạo hồ quang điện cũng lao tới quấn quanh, cả hai đều điên cuồng xoay chuyển, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ngay khi đại thủ màu lam kia bắt được băng chùy, hàn quang liễu trong mắt mình lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng hô một tiếng, bạo. Một tiếng trầm đục vang lên, băng chùy cực lớn không ngờ lại tự động nổ tung, từng đợt khí tức cực lạnh cuốn ra, thoáng cái đã đóng băng đại thủ hình thành từ nước biển kia lại. Chỉ trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng màu xanh ngọc bích chợt lóe lên từ trong đó, phóng thẳng tới giữa hai hàng lông mi của hải già do Đồng Thái Hậu biến thành. Mặc dù thực lực Đồng Thái Hậu kinh người, nhưng cũng không ngờ Liễu Minh đang điều khiển một kiện linh khí, lại vẫn có thể đồng thời điều khiển kiện linh khí thứ hai nữa, lúc này muốn tránh đương nhiên không còn kịp nữa rồi. Thị chỉ có thể kêu to một tiếng rồi tập trung pháp lực toàn thân về chỗ giữa hai hàng lông mi, lập tức một tầng lân phiến màu bạc dày đặc hiện ra, mặt khác còn gắng hết sức nghiêng đầu sang một bên. Phập, một tiếng, đạo ánh sáng màu xanh ngọc bích kia lóe lên đánh trúng giữa trán Đồng Thái Hậu, nhưng lại bị tầng tầng lân phiến màu bạc cứng rắn ngăn cản, mặc dù vẫn chui vào được bên trong, nhưng chỉ được một đoạn ngắn đã dừng lại, cũng không thể xuyên thủng qua được. Tuy nhiên không cần nghĩ cũng biết đau đớn kịch liệt như thế nào. Đồng Thái Hậu hét thảm một tiếng, sau một ngón tay vẫn bình tĩnh đâm mạnh một cái vào trong đầu mình. Sau đó lòng bàn tay áp lên miệng vết thương rồi dùng pháp lực khẽ hút, vậy mà lại mạnh mẽ rút ra một cái châm nhỏ màu xanh biếc. Châm nhỏ này liên tục vặn vẹo dãy giụa trong lòng bàn tay thị, tuy nhiên lúc này nó đang bị một đoàn ánh sáng màu lam bao bọc, trong lúc nhất không có cách nào thoát ra được. Liễu Minh thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Địch nhân đối diện hung hãn như vậy, quả thật có chút vượt quá dự liệu, nhưng hắn cũng không tin đối phương đã trúng kỳ độc của bích ảnh châm còn có thể trụ vững được lâu nữa. Nghĩ tới đây, hắn không chần chừ chút nào điểm nhẹ một cái về phía vành trăng tròn màu xanh ở trong đoàn sương mù màu đen trong hư không. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 223, Càn Quét Huyền Kinh. Vốn dĩ vành trăng tròn màu xanh vẫn còn dây dưa không phân cao thấp với hồ quang điện trong đoàn sương mù màu đen, lúc này liền phát ra một âm thanh cao vút, bỗng sáng lên rồi vỡ tung ra, thoáng cái phá tan toàn bộ những thứ đang ngăn cản xung quanh, tiếp đó hóa thành từng đạo hàn quang lành lạnh cuốn xuống phía dưới. Đồng Thái Hậu vừa ngẩng lên đã thấy cảnh này, tuy đầu vẫn đang đau nhức kịch liệt, nhưng cũng biết rõ lúc này nếu không dốc sức liều mạng, chỉ sợ thật sự sẽ phải chết tại đây. Vì vậy cái đuôi cá đột nhiên đập mạnh xuống vùng nước biển, thân hình mượn lực mà bắn ngược lại phía sau, đồng thời thị há miệng phun ra một luồng khói đỏ tươi như máu. Thoạt nhìn làn khói này rất mỏng manh, tuy nhiên ngay sau khi bay ra ngoài liền biến lớn lên mấy trượng. Không ngờ trong lúc nhất thời lại có thể ngăn cản khiến cho tốc độ kiếm quang trên không trung chậm lại, không lập tức hạ xuống được. Đồng Thái Hậu nhân cơ hội này uốn người nhoáng lên mấy cái lui lại phía sau, vậy mà thực sự thoát khỏi phạm vi bao phủ của kiếm quang.
Liễu Minh thấy vậy liền hít sâu một hơi, đang định dùng toàn bộ pháp lực thúc giục Bích Ảnh Châm thoát khỏi sự khống chế, lần nữa tấn công Đổng Thái Hậu một kích chí mạng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa một tiếng oanh rất lớn vang lên. Màn sáng màu máu xa xa bị một đạo kiếm quang trắng như tuyết xé rách. Tiếp đó đạo kiếm quang này xoay tròn một vòng, giống như cầu vồng kéo dài phần đuôi qua khoảng cách mấy chục trượng. Sau đó lóe lên xuyên thủng qua phần lưng Đổng Thái Hậu rồi bay nhanh vòng quanh thân hình khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã chém con quái vật thành hai đoạn. Tuy nhiên sau khi thành công, đạo kiếm quang trắng như tuyết kia cũng không vì vậy mà dừng lại, chỉ nghe nó phát ra một tiếng cao, vút, tiếp đó liền hóa thành chi chít chằng chịt những đạo hàn quang lành lạnh bao phủ hai đoạn thân hình kia, chém nát thành thịt vụn. Sau khi đạo kiếm quang trắng như tuyết nhoáng lên một cái rồi thu lại, ở chỗ đó hiện ra một nữ tử trẻ tuổi mặt không lộ chút cảm xúc, đúng là Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông. Liễu Minh thấy thế không kìm được mà trợn mắt há mồm, nhưng sau khi ngẩn ra một lát vẫn vẫy tay về phía thi thể một cái. Phốc một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh biếc từ trong đống thịt vụn bắn ra, nhoáng lên một cái đã chui vào trong tay áo của Liễu Minh. Lúc này Trương Tú Nương mới hờ hững liếc nhìn Liễu Minh, sau đó lại giơ tay phất về một chỗ khác. Một đạo kiếm quang trắng như tuyết lại cuốn ra chém mụ vú già trung niên giờ đây đã trở nên uể oải vô cùng vì nàng phá tan vây khốn mà phun ra mấy ngụm máu tươi thành hai đoạn. Về phần màn sáng đã trở nên vô cùng mỏng manh bảo hộ bên ngoài mụ vú già thì lập tức bị kiếm quang xuyên thủng qua, cơ bản không thể ngăn cản được chút nào. Đỗ Hải vốn dĩ đang rất vui mừng vì mụ vú già bị trọng thương thấy một màn như vậy thoáng ngẩn ra. Nhưng sau khi nhìn rõ là Trương Tú Nương ra tay cũng chỉ có thể sờ lên mũi mà cười khổ không thôi. Cứ như vậy, ngoại trừ Huyền Trị mặt mũi tái nhợt ngồi xếp bằng trên mặt đất không thể nào nhúc nhích, toàn bộ hải tộc nhân tham gia cuộc chiến đều bị chém giết sạch. Cuộc tỉ thí này cuối cùng cũng coi như là hạ màn. Trên bầu trời, nam tử gầy gò ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc, giờ phút này sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng sau khi ánh mắt chớp động mấy cái, cánh tay bỗng nhiên nhấc lên cực nhanh, một ngón tay chỉ xuống phía dưới, phốc một tiếng. Huyền Trị đang ngồi xếp bằng trên mặt đất hét thảm một tiếng, một đạo kình phong vô hình xuyên thủng qua đầu lâu của hắn. Đồng thời thân hình bỗng nhiên bốc lên một tầng huyết diễm hừng hực, thoáng cái liền biến thành tro tàn. Hồng đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Thiên Bi vốn thấy đệ tử hai tông phía dưới giành chiến thắng, trên mặt rút cuộc cũng lộ ra nét cười, nhưng mắt vừa thấy cảnh này, khí tức trên người lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Không có gì, nếu đứa nhỏ này đã có huyết mạch vương tộc thì quyết không thể để hắn còn sống mà ở lại trong nhân tộc. Đồ ước đã nói rất rõ, bọn hắn phải chiến thắng thì ta mới có thể mang mấy người bọn hắn rời đi. Hiện tại nếu như đã thất bại, bọn hắn đương nhiên cũng đánh mất quyền sống của chính mình. Ta làm như thế cũng là hợp tình hợp lý. Nam tử gầy gò cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói, nhưng ánh mắt nhìn về chỗ Huyền Trị chết đi vẫn lộ ra một chút tiếc nuối. Mặc dù Huyền Trị chỉ là một đứa con lai, nhưng muốn ra đời huyết mạch vương tộc trong hải tộc thật sự rất khó khăn, lần này lại là chính tay y giết chết, nói thế nào vẫn là một chuyện rất nuối tiếc. Quả thực nếu phía dưới là một người thuần huyết, huyết mạch vương tộc, kể cả là y, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đánh chết như vậy. Nói xong những lời này, một chân nam tử gầy gò dẫm mạnh xuống phía dưới, thuyền ngọc lập tức quay đầu mang theo mấy người thánh cơ tiên tử thần sắc phức tạp phá không mà đi. Ánh mắt Diệp Thiên Mi sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào thuyền ngọc dần đi khuất, trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có hành động ngăn trở nào. Diệp Sư Thúc, người có muốn đệ tử vào Hoàng Cung xem xét xem có còn hải tộc nhân nào khác hay không? Lúc này Chu Thiên Hợp tiến lên một bước, nói. Giờ phút này, chứng kiến Hồng Tam rời đi một cách dứt khoát như vậy, bất kể là ai cũng có thể đoán ra hải tộc nhân trong Hoàng Cung chỉ sợ cũng đã mất mạng hết rồi. Nhưng vị nam kiếm tu của Thiên Nguyệt Tông này vẫn không cầm lòng được mà ôm chút hy vọng. Tốt, ngươi và Lâm Sư Điệt hãy tới Hoàng Cung một chuyến A. Mặt khác, thuận tiện xem trong nội cung có còn may mắn tồn tại một tên hoàng tộc nào khác hay không, từ trong đó lại chọn ra một vị hoàng đế mới. Giới phàm tục của Đại Huyền Quốc rất quan trọng với năm tông chúng ta, không thể để hỗn loạn được. Diệp Thiên Mi nghe vậy, không do dự phân phó. Chu Thiên Hợp và Lâm Thải Vũ đương nhiên khom người đáp ứng, mỗi người hóa thành một đạo độn quang phi xuống. Về phần mấy người Lôi Sư Điệt các ngươi, ở đây ta có một danh sách, phàm là thế lực tà tu trên danh sách, các ngươi hãy chia ra chém giết sạch sẽ. Lát nữa ta sẽ sử dụng một kiện bảo vật, lần nữa phong bế huyền kinh 3 ngày,
thời gian dài như vậy có lẽ đủ để các ngươi hoàn thành việc này rồi. Diệp Thiên Bi lại lấy ra một khối ngọc giản từ trong tay áo, nhìn như tùy tiện vứt cho đại hán họ Lôi. Đại hán họ Lôi nhận lấy ngọc giản, sau khi nghe xong mặc dù trong lòng rùng mình, nhưng vẫn cung kính đáp ứng một tiếng, tiếp đó liền dẫn theo linh sư hai tông còn lại bay thật nhanh về những hướng khác. Lúc này, một tay Diệp Thiên Mi lại cuốn một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chồng khăn lụa mờ ảo, nàng ta ném tất cả lên không trung rồi bấm niệm pháp quyết điểm ra. Lúc này, một cỗ khí tức hóa tinh kỳ kinh người không chút che giấu từ trên người nàng này bộc phát ra, xông thẳng lên 9 tầng mây. Một vài tán tu lớn gan ở gần hoàng cung vẫn luôn vụng trộm dòm ngó đại chiến ở trước hoàng cung. Kẻ có tu vi hơi thấp một chút, lúc này chỉ cảm thấy hai tai ông một tiếng, hai mắt chợt tối sầm trở mình ngã quỵ. Còn những tán tu có tu vi cao hơn chút ít cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân mềm nhũn không cách nào tiếp tục đứng thẳng. Tiếp đó chỉ thấy trên không trung hoàng cung, một đoàn sáng màu xám điên cuồng chuyển động, sau khi phát ra một tiếng trầm đục, từng dải sáng từ đó bay ra, dùng tốc độ kinh người tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, toàn bộ huyền kinh thoạt nhìn như bị một tấm lưới màu xám cực kỳ mỏng bao phủ. Mắt thấy cảnh này, vốn dĩ cao tầng các đại thế lực vì biết có cao thủ tông môn tới huyền kinh mà nhao nhao co đầu rụt cổ, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên vài người có chút thông minh nhanh chóng liên tưởng đến một ít tin đồn không hay trước đây rất lâu, lập tức kinh hãi đua nhau dẫn người chạy tới chỗ tấm lưới màu xám kia. Nhưng tấm lưới này là bảo vật do Diệp Thiên Mi một vị hóa tinh kỳ thả ra. Uy năng vây khốn địch chỉ có hơn mà không kém tứ hải phiên thiên trận kia, làm sao những tán tu này có thể công phá được. Trái lại vì một số người công kích quá mạnh đã dẫn đến tấm lưới màu xám phản kích. Chỉ thấy tiếng ông ông vang lên từ tấm lưới, lập tức vô số hàn quang từ đó cuốn ra, một lượng lớn tán tu ở gần đó đều bị chém thành vô số đoạn. Một màn như thế khiến cho đám tu luyện giả còn lại bị dọa cho hồn phi phách tán. Lúc này mới biết hành động của mình chỉ là tự tìm chết mà thôi, lập tức giải tán, nhao nhao bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp trong huyền kinh. Nhưng đúng lúc này, đám người đại hán họ Lôi đã bắt đầu triển khai một bữa tiệc giết chóc ở huyền kinh. Một ngày sau, lúc này Liễu Minh đang cung kính đứng ở một góc phi xa. Không riêng gì hắn, Hồ Xuân Nương, Trương Tú Nương hai nữ tử cũng đứng ở một góc khác. Mà ở trong xe, Diệp Thiên Mi đang ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn màu trắng nõn, phía trước người để một bàn cờ bằng gỗ đàn hương. Bên trên đặt rất nhiều quân cờ hai màu đen trắng, một tay nàng ta cầm quân trắng, một tay cầm quân đen, không ngờ lại là một người cùng đánh hai loại quân. Chỗ đối diện Diệp Thiên Mi, hai người Lâm Thải Vũ và Chu Thiên Hợp cũng tràn đầy vẻ nghiêm nghị đứng đó. Nói như vậy, toàn bộ hải tộc nhân trong hoàng cung đều uống thuốc độc tự vẫn. Hơn nữa trước đó còn vận dụng bí thuật khiến cho tất cả tinh hồn đều tán đi hầu như không còn, cơ bản không tìm thấy bất cứ thông tin gì sao. Diệp Thiên Bi đặt một quân cờ trắng lên một vị trí nào đó trên bàn cờ, sau đó mới thản nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, Diệp Sư Thúc. Ta và Lâm Tiên Tử đã điều tra toàn bộ trong ngoài hoàng cung, thậm chí còn thâm nhập vào sâu trong lòng đất hơn 10 trượng tra xét một lượt. Xác định chính xác trong nội cung không còn bất kỳ một gã hải tộc nào nữa. Về phần những tên đại thần kia và đám thị vệ hoàng cung bình thường đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là bị đánh cho hôn mê rồi bị nhốt một thời gian mà thôi. Điều phiền toái duy nhất chính là tất cả con cháu thuộc huyết mạch dòng chính của hoàng thất, ngay cả một người cũng không tìm được. Đệ tử Gió La tin tức, dường như sau khi chuyện về hải tộc nhân bại lộ, có một vài thế lực ở huyền kinh đã âm thầm giở trò. Một lần bắt lại tất cả đám hoàng tử và vương gia, bây giờ không biết sống chết ra sao. Giờ đây chỉ có thể tìm thấy một vài hoàng nữ có huyết mạch khá xa mà thôi. Chu Thiên Hợp nghe vậy, bước lên phía trước một bước, kính cẩn trả lời. Hừ, đám tà tu này thực sự là muốn chết, xem ra phải càn quét toàn bộ huyền kinh mấy lần mới được. Nếu chỉ có thể tìm được mấy hoàng nữ kia, vậy ngươi hãy lựa chọn từ trong đó ra một vị có lai lịch trong sạch một chút, sau đó để nàng ta làm nữ hoàng của đại huyền quốc này đi. Về phần đám hoàng tử vương gia kia, bất kể là sau này có tìm được hay không, cứ coi như bọn chúng chưa từng xuất hiện là được. Diệp Thiên Mi cười lạnh một tiếng nói, tiếp đó lại đặt một quân cờ đen lên bàn cờ. Vâng, sư điệt đã rõ phải làm như thế nào. Chu Thiên Hợp nghe vậy, lập tức tỏ vẻ hiểu rõ, đáp. Diệp Sư Thúc, Lôi Sư Huynh vừa truyền tin tới, nói đã càn quét tất cả các đại thế lực trong danh sách, hơn phân nửa thế lực tà tù trong đó đã bị tiêu diệt.
nhưng vẫn còn một số người ẩn nấp khá bí mật, chỉ sợ phải chờ thêm 1-2 ngày nữa mới có thể giải quyết triệt để. Lúc này, Lâm Thải Vũ cũng khom người nói, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 ngày là được, việc này cũng không cần báo lại cho ta nữa. Diệp Thiên Mi không để ý, nói. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 224, Kiếm Ý. Vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Đúng rồi, lần này tiền bối lệnh cho vãn bối mang Bạch Sư Điệt tới đây, không biết là có dụng ý gì. Lâm Thải Vũ vui vẻ cám ơn, sau đó lại có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Lần tỉ thí này có thể chiến thắng, vị đệ tử này của Man Quỷ Tông các ngươi đã lập được đại công, coi như đã giữ thể diện cho ta. Nhân đây ta cũng cho hắn một vài chỗ tốt. Nếu không sau này ngạn lão quái nhìn thấy ta, hơn phân nửa lại muốn châm chọc khiêu khích một phen. Diệp Thiên Mi lờ đễnh nói, đa tạ tiền bối. Nếu Bạch Sư Điệt có thể được lão nhân ra người đề điểm, thật sự là thiên đại cơ duyên của hắn đã đến. Lâm Thải Vũ vốn hơi giật mình, nhưng lập tức vui mừng nói, đồng thời vội vàng vẫy tay về phía Liễu Minh một cái. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy bất ngờ, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng rất vui vẻ, vội vàng tiến lên vài bước ôm quyền cảm tạ. Hai người Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khẽ giật mình. Trương Tú Nương khá tốt, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thì ra ngươi tên là Bạch Thông Thiên, hơn nữa, đây cũng là lần thứ hai ngươi gặp ta, xem ra giữa ta và ngươi đúng là có chút duyên phận. Bây giờ ngươi muốn được chỗ tốt gì ở ta? Nhưng ta phải nói trước, chỗ tốt ngươi muốn nhất định phải tương xứng với công lao ngươi lập được. Nếu ta cảm thấy yêu cầu của ngươi quá tham lam, vậy lời nói vừa rồi của có thể hết hiệu lực bất cứ lúc nào. Diệp Thiên Mi đặt quân cờ trong tay xuống, sau đó lần đầu tiên chính thức quan sát Liễu Minh một lần, nói, trước kia Bạch Sư Điệt đã từng bái kiến Diệp tiền bối ư? Lâm Thải Vũ nghe xong lời này, đương nhiên lắp bắp kinh hãi. Mấy người Chu Thiên Hợp, Trương Tú Nương nghe vậy cũng hết sức kinh ngạc, thật sự không nghĩ một gã đệ tử cấp thấp làm sao lại có thể từng gặp mặt một vị cường giả như Diệp Thiên Mi được. Vãn bối cũng không ngờ lại nhìn thấy tiền bối một lần nữa ở đây. Vãn bối cứ tưởng rằng tiền bối đã quên mất vãn bối từ lâu rồi. Không biết chỗ tốt theo lời tiền bối, ngoại trừ không thể tham lam ra có còn hạn chế nào khác hay không. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một lát, lúc này liền thành thật trả lời. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không khiến ta phản cảm, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời lại làm cho trong lòng Liễu Minh thầm oán không thôi. Cái gọi là không làm cho nàng ta phản cảm cũng quá mức mơ hồ à. Mặc dù là như thế, nhưng Liễu Minh cũng cật lực suy nghĩ xem yêu cầu gì vừa có giá trị với bản thân, lại vừa không khiến cho vị cường giả hóa tinh kỳ trước mắt này một lời cự tuyệt. Diệp Thiên Mi thấy thế cũng không có ý thúc giục, chỉ tập trung nhìn Liễu Minh, khóe miệng hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười. Không biết trong tay tiền bối có chân sát khí thích hợp với vãn bối hay không? Liễu Minh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi một câu, chân sát khí. Ở đây đúng là ta có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó cũng đã có chủ rồi, số còn lại thì quá bình thường, ngươi thực sự muốn một phần trong đó ư? Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại chỉ chậm rãi hỏi. Không biết những chân sát khí bình thường kia có phải là cùng một loại chân sát khí không? Liễu Minh suy nghĩ một thoáng, lại hỏi một câu. Không phải. Những chân sát khí này, mỗi một loại chỉ có một phần mà thôi. Diệp Thiên Mi điềm tĩnh trả lời. Liễu Minh nghe xong, trên mặt hiện lên một chút thất vọng, nhưng sau khi nghĩ điều gì đó, lại mở miệng hỏi, nếu như trong tay tiền bối không có chân sát khí phù hợp. Vậy trong tay tiền bối có Thái U Chi Thiết không? Thái U Chi Thiết? Ngươi nghe từ đâu về loại tài liệu này? Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng ngoài kiếm tu ra thì hiếm có người biết đến. Tuy nhiên trong tay ta không có thứ này, mà ngay cả có thì cơ bản là ngươi cũng không thể vọng tưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không quá rõ về giá trị của tài liệu này, vậy cho phép ngươi nói ra yêu cầu một lần nữa. Thế nhưng lần này nếu còn không được thì coi như lời nói của ta lúc trước là hủy bỏ. Diệp Thiên Mi nhướng mày, sau đó trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nói. Thì ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối thứ lỗi. Nếu đã như vậy, vãn bối có thể học tập một ít kiến thức nhập môn kiếm tu chi đạo được hay không? Trong lòng Liễu Minh cười khổ một tiếng, sau đó nói ra yêu cầu.
cuối cùng mà hắn cảm thấy hữu dụng. Mấy người Chu Thiên Hợp và Lâm Thải Vũ nghe thế không kìm được mà có chút kinh ngạc. Nhập môn kiếm tu chi đạo, chẳng lẽ ngươi muốn kiêm tu kiếm tu chi đạo sao? Ta cũng đã gặp không ít tu luyện giả có ý tưởng giống ngươi, nhưng đại đa số trong đó đều nửa đường buông bỏ. Chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện thành công, nhưng so với kiếm tu chính thức vẫn còn xa mới bằng. Ngươi có chắc chắn muốn dựa vào ta để học những tâm đắc này không? Kỳ thật ngươi không học từ ta thì cũng có thể mua được một ít thuật nhập môn kiếm tu ở trong phương thị. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn lãng phí cơ hội vào việc này sao? Diệp Thiên Mi nghe thế, tinh quang trong hai mắt lóe lên. Vãn bối cũng đã xem qua không ít những tâm đắc nhập môn kiếm tu trong phường thị. Nhưng vãn bối tin rằng phương pháp mà tiền bối tu luyện khẳng định khác hẳn những thứ được bán ra trong phường thị kia. Mong tiền bối có thể thành toàn. Lúc này, Liễu Minh lại không chút do dự nói. Rất tốt, nếu tâm ý ngươi đã quyết, ta đây có thể đáp ứng yêu cầu này. Nhưng ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít tâm đắc tu luyện, cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể. Diệp Thiên Mi hờ hững nói vài câu, không sao, tâm đắc nhập môn kiếm tu của tiền bối cũng đã đủ rồi. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời, rất tốt, ngươi hãy chờ một lát. Diệp Thiên Mi gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái ngọc giản từ trong ngực áo, sau khi dán lên trán trong thời gian rất ngắn liền ném về phía Liễu Minh. Mà sau khi Liễu Minh rất vui mừng bắt lấy ngọc giản vào tay, gương mặt Diệp Thiên Mi bỗng nhiên phát lạnh nói, tất cả tâm đắc của ta năm đó ở cảnh giới linh đồ đều ghi ở trong đó rồi. Mặc dù không có phương pháp tu luyện cụ thể, nhưng chỉ dựa vào những tâm đắc này, chỉ cần tâm tính không tệ lắm, cũng có thể tìm kiếm một bộ khẩu quyết tu luyện cụ thể, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng nhập môn rồi. Nhưng hãy nhớ kỹ, ngọc giản này đã được ta thi pháp, ngươi chỉ có thời gian một đêm để học thuộc lòng, qua đêm nay, nó sẽ tự động vỡ vụn. Hơn nữa ta truyền cho ngươi những tâm đắc này, tuy không tính là gì, nhưng ta không muốn bị quá nhiều người biết rõ. Nếu như ta biết ngươi truyền thụ nó cho người khác, chẳng những ta sẽ giết chết ngươi, kể cả là những người khác đã từng xem qua tâm đắc tu luyện này. Có một người ta giết một người, có 10 người ta giết 10 người, có 100, ta cũng sẽ giết chết đủ 100. Diệp Thiên Mi lạnh lùng nói, vãn bối không dám, tuyệt sẽ không truyền những tâm này cho người thứ hai. Trong lòng Liễu Minh phát lạnh, cung kính nói, tốt, các ngươi có thể rời đi. Diệp Thiên Mi nghe xong liền khoát tay về phía Liễu Minh và Lâm Thải Vũ. Vậy vãn bối liền dẫn Bạch Sư Điệt cáo từ, nếu Diệp tiền bối có chuyện gì cần phân phó, cứ việc đưa tin tới là được. Lâm Thải Vũ lập tức khom người thi lễ, nói. Tiếp theo nàng cùng với Liễu Minh đằng không bay lên phi xa, sau đó bay thật nhanh về phía Cốt Chu cách đó không xa. Tuy nhiên đang trên đường bay đi, Lâm Thải Vũ liên tục quan sát trên dưới Liễu Minh, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Hiển nhiên nàng này chẳng những có chút giật mình với việc Liễu Minh nhận biết Diệp Thiên Mi, lại càng thêm bất ngờ đối với yêu cầu cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó, trên phi xa Thanh Đồng, Chu Thiên Hợp rút cuộc không nhịn được mà hỏi, sư thúc, người thực sự truyền thụ tâm đắc tu luyện của mình cho một gã đệ tử linh đồ ngoại tông sao? Sao? Chuyện của ta còn cần ngươi quản à? Không dám, sư điệt chỉ hơi cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Diệp Thiên Mi nhẹ nhàng một câu lại khiến cho Chu Thiên Hợp giật mình một cái, vội vàng khom người tạ tội. Được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng ta làm như thế hiển nhiên là có dụng ý của mình. Hơn nữa ta truyền cho hắn chỉ là tâm đắc nhập môn kiếm tu mà thôi, không thể coi là thứ gì quá chân quý, ngược lại nói không chừng có thể giúp ta nghiệm chứng một việc. Diệp Thiên Mi nói thế, đồng thời hai đầu lông mày lần đầu tiên hiện ra một tia nghi hoặc không dễ dàng phát giác. Ngay khi vừa nhìn thấy Liễu Minh, nàng lập tức mơ hồ cảm nhận được từ trên người vị đệ tử Man Quỷ Tông này một cỗ khí tức kiếm ý như có như không. Nhưng khí tức này chỉ xuất hiện trong giây lát, hơn nữa còn vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát hiện ra. Sở dĩ có thể phát hiện được cũng là nhờ nàng ta tu luyện kiếm ý có chút đặc thù, hơn nữa lại cực kỳ tinh thuần, ngay cả Lãnh Nguyệt Sư Thái cũng còn xa mới bì kịp. Nếu như đổi lại là một vị hóa tinh kỳ kiếm tu bình thường, chỉ sợ thực sự không cách nào phát hiện được việc này. Nhưng bởi như vậy, nàng cũng có chút hoài nghi cỗ kiếm ý kia có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ một loại ảo giác của mình mà thôi. Phải biết rằng phàm là người có thể tu luyện ra kiếm ý, đều phải là thiên tài đệ tử đi lên con đường kiếm tu chính thức mới được. Xa không nói, ở trong Thiên Nguyệt Tông rộng lớn như vậy, trong hàng ngũ đệ tử linh đồ, người tu luyện ra kiếm ý cũng chỉ có duy nhất Trương Tú Nương mà thôi. Hơn nữa cũng là khổ tu mấy năm,
sau khi tiến vào linh đồ hậu kỳ mới chính thức ngưng tụ ra được. Như vậy, một đệ tử Man Quỷ Tông bình thường sao có thể cũng có khí tức kiếm ý trong người được chứ? Nàng có thể khẳng định năm đó khi lần đầu tiên mình gặp tên tiểu bối Man Quỷ Tông này, đối phương tuyệt không gây cho mình loại cảm giác này. Mà nàng đã sớm dùng bí thuật vô thanh vô tức đảo qua các nơi trên người Liễu Minh rồi. Ngoại trừ xác định cỗ kiếm ý yếu ớt này xuất phát từ trong cơ thể hắn, cũng không phải là từ ngoại vật nào đó, còn lại không có thu hoạch gì khác. Điều này lại càng làm cho nàng ta thêm hiếu kỳ. Nếu không, với thân phận của nàng ta, làm sao lại tự mình triệu kiến một gã linh đồ ngoại tông, lại càng sẽ không truyền thụ tâm đắc nhập môn kiếm tu của mình cho đối phương. Nàng tin tưởng chỉ cần đối phương xem tâm đắc kiếm tu của mình, sau khi hơi tu luyện một chút, lần sau gặp lại người này đã có thể có phán đoán chính xác rồi. Diệp Thiên Mi đương nhiên sẽ không giải thích ý định của mình với đám người Chu Thiên Hợp, hơn nữa mặc dù việc này làm cho nàng ta cảm thấy có chút hứng thú, nhưng cũng sẽ không thực sự để ở trong lòng. Dù sao Liễu Minh cũng chỉ là một gã linh đồ, cỗ khí tức kiếm ý kia cũng yếu đến mức không thể yếu hơn. Sau khi trở lại Cốt Chu, Liễu Minh nhanh chóng tìm một khoang độc lập, tiếp đó lập tức ngồi xếp bằng xuống, một bàn tay ấn nhẹ vào vùng đan điền, sắc mặt có chút lo lắng không yên. Lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể khẳng định miếng phôi kiếm linh trong cơ thể mình từ khi bái kiến vị hóa tinh kỳ trưởng lão Thiên Nguyệt Tông kia đã có chút không bình thường rồi. Vốn dĩ kiếm phôi gần như không gây cho hắn cảm giác gì, khi hắn vừa mới đến gần Diệp Thiên Mi, lập tức nóng lên từng đợt ở ngay tại đan điền. Dị biến như vậy, đúng là lần đầu tiên xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 225, Mị ảnh trong vương phủ. Mặc dù Liễu Minh không biết lý do vì sao phôi kiếm linh lại xuất hiện dị biến như vậy, nhưng thái độ đối với vị Diệp tiền bối này cũng bất giác trở nên kính nhi viễn chi. Dù sao trong cơ thể hắn còn ẩn giấu bong bóng khí càng thêm thần bí quỷ dị kia, vạn nhất bị cường giả hóa tinh kỳ phát hiện, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Mặc dù bong bóng khí kia đối với hắn mà nói không biết là phúc hay là họa, nhưng vật ấy có thể chiết xuất pháp lực, hấp thu thần thức vào không gian thần bí. Đủ loại tác dụng kỳ diệu, nhất định là một vật rất có lai lịch, đương nhiên quyết không thể để cho người thứ hai biết về nó. Tuy lần này hắn không thể lấy được đồ vật mà mình thực sự muốn từ trong tay Diệp Thiên Mi, nhưng đã có tâm đắc kiếm tu của đối phương. Chắc hẳn sau này bất kể là cô đọng phôi kiếm linh của mình hay là thật sự tu luyện công pháp kiếm tu đều có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Dù sao bộ Thái Cương kiếm quyết trong tay hắn kia thực sự quá huyền ảo, hơn nữa trong đó ngoại trừ phương pháp tu luyện cụ thể, cũng không có bất cứ ghi chép gì về phương diện tâm đắc hay nhận thức. Hiện tại hắn đã có tâm đắc kiếm tu của Diệp Thiên Mi, cộng thêm còn thu thập được một vài điển tịch lung tung trong phường thị, có lẽ cũng có thể giúp cho hắn thuận lợi bước vào cánh cửa kiếm tu rồi. Phải biết rằng, Liễu Minh cực kỳ hâm mộ thuật phi kiếm chân chính, hiện giờ có cơ hội tu luyện công pháp này, đương nhiên không thể buông tha. Điều phiền toái duy nhất chính là Thái Cương kiếm phôi mà hắn muốn cô đọng cần có Thái U chi thiết, thực không ngờ lại là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm. Xem ra với phương pháp bình thường cơ bản không thể nào tới tay, chỉ có thể thông qua một vài con đường đặc thù mới có thể tìm được. Còn trong lần tỉ thí với hải tộc này, hắn đã lập được công lao không nhỏ, đại hán họ Lôi cũng không keo kiệt mà ban cho hắn vài bình linh đan và 3.000 điểm cống hiến. Tuy Đỗ Hải cũng được ban thưởng, nhưng đương nhiên kém hơn hắn rất nhiều. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh cứ một mực ở trên Cốt Chu yên lặng tu luyện. Đám linh sư đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ của Man Quỷ Tông vậy mà cũng không phái hắn đi làm nhiệm vụ nào nữa. Mãi cho đến 2 ngày sau, đại hán họ Lôi sát khí đầy người trở lại trên Cốt Chu, sau đó mới một lần nữa triệu kiến hắn. Tuy nhiên đại hán chỉ phân phó hắn một vài câu, sau đó đưa hắn một danh sách tà tu còn chưa tìm được rồi để hắn quay trở lại động phủ của mình trên Tiên Hà Sơn. Lại qua một ngày nữa, khi Liễu Minh nghe thấy một tiếng nổ vang liền bước ra khỏi động phủ nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy tấm lưới mỏng màu xám khổng lồ bao phủ toàn bộ huyền kinh đã biến mất không thấy đâu nữa. Không chỉ như thế, chỉ ngay sau đó hắn đã nhận được tin tức Diệp Thiên Mi và đám người đại hán họ Lôi đã rời khỏi huyền kinh trở lại tông môn. Mà lúc này ở huyền kinh, những thế lực ngầm hơi lớn một chút gần như đều bị tiêu diệt, ước chừng có khoảng 1/5 tu luyện giả đã bị hai tông càn quét sạch sẽ. Về phần những kẻ còn lại, ngay khi cấm chế trên không trung vừa biến mất,
hơn phân nửa đều vội vã bỏ chạy khỏi thành, cũng không dám tiếp tục nán lại ở Huyền Kinh. Kể từ đó, tu luyện giả còn lại ở Huyền Kinh chỉ còn chừng 1/4 so với lúc trước, hơn nữa trong lúc nhất thời mỗi người đều an phận, cũng không dám đơn giản ngóc đầu lên gây ra chuyện gì. Trong vòng 1 tháng sau đó, tin tức về việc Hoàng đế Huyền Trị chết bất đắc kỳ tử, nữ hoàng tân nhiệm đang cơ lấy Huyền Kinh làm trung tâm bắt đầu lan truyền đến mọi ngõ ngách trên toàn bộ Đại Huyền Quốc. Liễu Minh với tư cách đệ tử giám sát của tông môn, ngày cử đại điển đăng cơ, hắn đương nhiên cũng lẫn trong đoàn người quan sát toàn bộ quá trình nữ hoàng tân nhiệm đăng cơ. Toàn bộ đại điển được rất nhiều kim linh khách khanh chủ trì, tiến hành một cách thuận lợi dị thường. Mà vị nữ hoàng mới này chỉ là một thiếu nữ có chút gầy yếu chừng 13-14 tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ ngây thơ. Nhưng điều khiến cho Liễu Minh cảm thấy bất ngờ chính là, ở trong đại điển đăng cơ, hắn đã nhìn thấy Khâu Long Tử, vị đại thống lĩnh kim linh khách khanh vốn tưởng rằng đã chết này. Giờ phút này, sắc mặt Khâu Long Tử ngoại trừ có chút tái nhợt, toàn thân đều không thấy có bất cứ tổn thương gì, dường như trong lần đại biến ở Huyền Kinh vừa rồi gã không bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí dáng vẻ hiện giờ còn có chút hăng hái. Liễu Minh đương nhiên cũng không chủ động tới gặp vị đại thống lĩnh kim linh khách khanh duy nhất còn lại này, mà chỉ đợi đến lúc đại điển vừa kết thúc liền lặng lẽ trở lại động phủ. Đại điển đăng cơ chấm dứt không lâu, Hồ Xuân Nương liền tới động phủ của hắn, cuối cùng cũng dẫn nha đầu Càn Như Bình kia đi. Theo lời nàng này nói trước khi đi, hiện tại nhiệm kỳ giám sát của nàng ta ở Huyền Kinh đã hết. Đã đến lúc phải trở về trong tông rồi, cho nên mới đến nơi này cáo biệt hắn, hơn nữa cũng thuận tiện mang nữ đồng cùng đi. Đến lúc thực sự phải rời xa Liễu Minh, nha đầu Càn Như Bình kia rút cuộc cũng không nhịn được nữa mà òa lên khóc. Thậm chí đến bây giờ khi Liễu Minh nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu vừa đi vừa quay đầu lại, nước mắt lưng tròng. Nhưng phải nói trên phương diện trận pháp, nha đầu kia đúng là có ngộ lực bất phàm, hơn nữa nơi đến lại là đại tông đứng đầu Đại Huyền Quốc. Chắc hẳn sau này cho dù không thể trở thành linh đồ, cũng có thể được che chở an toàn. Như vậy, hắn cũng coi như đã hoàn thành lời hứa năm đó với Cản Thúc rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn còn tới Tiền Phủ và Phàm Bách Tử xem xét một chút. Nhưng dường như những thay đổi của Huyền Kinh chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với hai người. Đại loạn ở Huyền Kinh vừa mới bắt đầu, Tiền Phủ đã tập hợp tất cả nhân thủ rồi đóng chặt đại môn, đối với tất cả mọi việc bên ngoài đều mặc kệ không hỏi. Tiền Đông Chủ và Miện Lão cũng đều bình yên vô sự vượt qua đại kiếp nạn lần này. Mà Phàm Bách Tử thân là luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy, mọi chuyện đại hán họ Lôi càn quét các đại thế lực đều không ảnh hưởng chút nào đến lão. Thậm chí vị Phàm đại sư này còn nhắc nhở hắn đúng hạn tới chỗ đối phương học tập đan thuật. Liễu Minh đương nhiên rất vui vẻ đáp ứng. Ngày hôm nay, ở mật thất trong động phủ, Liễu Minh đang xem một trang giấy trong lòng bàn tay, phía trên dường như viết tên và một vài thông tin về một số người. Mà lúc này ánh mắt Liễu Minh đang nhìn chằm chằm vào hai cái tên đằng sau ba chữ to Hắc Linh Hội phía trên đầu danh sách. Hai người kia đúng là hai trong ba đại thủ lĩnh Hắc Linh Hội, cũng là Hắc Linh Sứ giả số 1 và số 2. Khi đại hán họ Lôi và Linh Sư hai tông càn quét hang ổ bí mật của Hắc Linh Hội, hai người này vẫn chưa từng lộ diện. Còn Sứ giả số 3 đang chủ trì bên ngoài hang ổ lại không kịp tránh né mà trúng một chiêu của đại hán họ Lôi chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên sau khi dùng phương pháp siêu hồn tra xét vài tên thủ hạ tâm phúc của hai người này, rút cuộc đã tìm ra thân phận thực sự của sứ giả số 1 và số 2. Đây cũng là hai gã tà tu mà trước khi hồi tông, đại hán họ Lôi đặc biệt dặn dò Liễu Minh phải giải quyết. Dù sao đã đến lúc này, bọn hắn đã xác định giám sát sứ giả tiền nhiệm đích xác là bị Hắc Linh Hội âm thầm ám hại, thậm chí ngay cả thi thể cũng đã biến thành tro bụi từ lâu rồi. Về phần Hắc Linh Hội vì sao lại dám làm như thế lại là một ẩn số, kể cả là thành viên của Hắc Linh Hội cũng không quá rõ ràng, có lẽ chỉ có ba gã thủ lĩnh này mới biết được. Nhưng đáng tiếc tên sứ giả số 3 kia lại chết quá sớm dưới tay đại hán họ Lôi, không kịp bắt sống, nếu không chỉ cần siêu hồn gã, nói không chừng hết thảy đều rõ ràng rồi. Song Liễu Minh cũng không quá để ý đến hai người này. Chỉ cần thế lực lớn như Hắc Linh Hội không còn tồn tại nữa, hai gã tà tu này có thể gây ra được phiền toái gì chứ? Ngược lại là hiện tại Tam Vương Phủ đã trống không? Sở dĩ hắn vẫn nín nhịn không có hành động gì là vì chỉ sợ đại biến ở Huyền Kinh vừa mới qua đi, tùy tiện xông vào lại làm cho người khác chú ý tới. Hiện giờ đã qua nửa tháng, chắc hẳn các vương phủ bị nữ hoàng tân nhiệm hạ chỉ niêm phong không lâu sau sẽ một lần nữa được ban thưởng cho những đại thần khác.
cho nên hôm nay hắn không hành động cũng không được rồi. Liễu Minh cất trang giấy trong tay đi, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã đến canh ba. Một cái bóng mờ ảo bỗng xông ra từ trong một con ngõ, sau mấy cái nhoáng lên đã nhẹ nhàng nhảy qua tường cao bao quanh Tam Vương Phủ. Cũng lặng yên không một tiếng động hạ xuống trong một đình viện không lớn lắm. Giờ phút này, bốn phía lặng ngắt như tờ, khắp nơi trong phủ tối đen, nếu không phải mặt trăng trên không trung đang tỏa ra ánh trăng bàng bạc, chỉ sợ đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Bóng người xâm nhập nơi đây dĩ nhiên là Liễu Minh. Ánh mắt hắn chỉ quét qua bốn phía một lần, sau đó một tay liền bấm niệm pháp quyết, lúc này con người bỗng nhiên sáng lên, vốn dĩ cảnh vật đen sì xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Tiếp đó Liễu Minh đập đập vào túi da bên hông, phốc một tiếng, một luồng ánh sáng đen từ trong đó cuốn ra, bạch cốt hạt nhanh chóng xuất hiện phía trước người. Lúc này, không cần hắn phân phó điều gì, cái đuôi bạch cốt hạt nhoáng lên một cái, tự động chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Giờ phút này Liễu Minh mới lấy ra một tấm bản đồ từ trong tay áo, lại ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Sau khi nhận định chính xác một phương hướng liền bay vụt tới chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp kiến trúc của Tam Vương Phủ. Trọn vẹn một khắc sau, không biết dựa theo phương pháp gì mà Liễu Minh đã tìm được một gốc đại thụ rất nhiều năm tuổi ở một góc hẻo lánh của Tam Vương Phủ. Xem ra chính là cây này rồi, thời gian cũng không kém nhiều lắm. Liễu Minh đi vòng quanh cây đại thụ mấy lần, sau khi ánh mắt nhìn xuống mặt đất xung quanh mấy cái, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên chút vui vẻ lẩm bẩm nói. Tiếp đó thân hình hắn khẽ chuyển động nhảy lên thân cây chính, từ trên cao, nhìn xuống bóng cây dưới ánh trăng mờ mờ. Thời gian dần trôi qua, bóng cây bắt đầu di động từ từ theo một hướng, đồng thời cũng dần dần trở nên dài nhỏ. Đột nhiên, một bộ phận của bóng cây chợt đen lại, không ngờ lại quỷ dị ngưng tụ thành hình dáng của một thanh cự kiếm màu đen dài hơn một trượng. Hai mắt Liễu Minh thấy thế sáng ngời, ánh mắt lập tức nhìn theo phương hướng mà bảo kiếm chỉ. Kết quả là hơn trăm bước về hướng đó, một tòa lầu các thoạt nhìn rất bình thường đứng cao ngất ở đó. Hắn rất vui mừng, thân hình đang định chuyển động từ trên cây bay nhanh xuống, bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, thân hình vội vàng co lại. Lập tức toàn bộ người đều chui vào nấp trong tầng tầng lá cây rậm rạp, đồng thời khí tức trên người cũng nhanh chóng thu vào, trở nên như có như không. Chỉ sau một lát, tiếng xe gió vang lên, không ngờ lại có hai đạo bóng đen phá không bay đến, một cao, một béo, hơn nữa chỉ nhoáng lên một cái cũng đứng dưới cây đại thụ. Mau mau động thủ, xem đồ vật kia có còn hay không. Trước tiên hai người cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó bóng đen cao hơn mới thấp giọng nói với đồng bạn. Ta biết, cứ giao cho ta. Bóng đen béo hơn nghe vậy, lập tức lấy ra một cái mâm tròn từ trong tay áo, đột nhiên dán lên thân của cây đại thụ, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phốc một tiếng. Khi mâm tròn thoáng cái sáng ngời lên, cánh tay bóng đen béo khẽ chuyển động, một bàn tay xuyên qua mâm tròn đâm sâu vào trong thân cây, sau khi co lại liền móc ra một đồ vật đen xì. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 226: Bảo tàng tiền triều. Không ngờ khi nhìn kỹ lại là một viên tinh thạch màu đỏ máu lớn cỡ nắm đấm, hơn nữa nó vừa mới xuất hiện trong không khí đã tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Thật tốt quá, thứ này vẫn còn ở đây, may mắn không bị cường giả những tông môn kia phát hiện ra. Số 2, thực không uổng công chúng ta giấu vật này ở đây. Bóng đen cao thấy vậy, vui mừng nói. Liễu Minh vẫn đang không nhúc nhích ẩn thân trên đại thụ, nghe xong hai tiếng số 2, lập tức giật mình. Trong lòng thầm suy nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mình lại vừa vặn đụng phải hai con cá lọt lưới của Hắc Linh Hội ở đây. Hắc hắc, đây là đương nhiên. Viên huyết tinh này chính là được cô đọng từ tinh huyết của đám hoàng tử vương gia kia đấy. Lần này có thể mở ra đại môn bảo tàng hay không còn cần xem tác dụng của vật này thế nào rồi. Cũng phải nói lại, nếu không phải sợ có người lợi dụng lực lượng huyết mạch hoàng thất khác truy tìm tung tích của đám hoàng tử vương tôn kia, không thể không tạm thời giấu vật này ở đây, cần gì phải chờ đến tận hôm nay chứ. Bóng đen béo hơn nâng viên tinh thạch màu máu trong tay, có chút buồn bực nói. Cấm chế che giấu nơi đây là do ta hao tốn thời gian nửa năm mới bố trí xong, kể cả là đám linh sư kia tự mình thi pháp, cũng không thể nào phát hiện ra nơi đây có chút dị thường nào. Thử hỏi, nếu không đặt vật này ở đây, khi cường giả những tông môn kia phủ xuống,
ta và ngươi có ai dám mang theo thứ này trên người hay không? Bóng đen cao lớn lập tức trả lời như thế. Cũng đúng. Nhưng điều này cũng nói rõ số 3 không tiết lộ bí mật của chúng ta. Đáng tiếc a, vốn là hắn cũng muốn trốn đi, nhưng không ngờ những cường giả tông môn kia lại động thủ nhanh như vậy, vẫn bị chậm một bước chôn thây ở hang ổ rồi. Ta cùng lắm là rời đi sớm hơn số 3 nửa canh giờ mà thôi. Nếu không toàn bộ bảo tàng tiền triều này cũng chỉ có thể tiện nghi một mình số 1 ngươi rồi. Bóng đen béo hơn gật gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi nói. Số 2, ta và ngươi chẳng phải đã bình yên vô sự sao, hà tất phải nói ra những điều suối quẩy kia nữa. Nhưng có một điều ta rất tò mò, làm sao ngươi biết đương kim hoàng thất và hoàng thất tiền triều lại có chung một huyết mạch? Chuyện có liên quan đến bảo tàng, cũng là ngươi chủ động tìm hai người bọn ta, sau đó mới chung sức xây dựng lên Hắc Linh hội này. Trước kia ta và số 3 đã hỏi ngươi, song cho tới tận bây giờ ngươi cũng chưa từng hé răng nửa lời. Hiện giờ số 3 đã không còn nữa, ngươi cũng nên nói cho ta biết một chút à. Bóng đen cao lớn vốn hờ hững trả lời, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại lóe lên, hỏi một câu. Hừ, từ lúc nào số 1 ngươi lại trở nên tò mò như vậy? Nhưng chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Bởi vì máu trong người ta chính là huyết mạch dòng chính của Hoàng thất Tiền Triều. Hoàng thất hiện tại, kỳ thật chỉ là một vài con cháu đời sau của Hoàng thất Tiền Triều, có huyết thống khá xa mà thôi. Năm đó Nam Tông phát hiện ra Tiền Triều có ý định bồi dưỡng linh sư cho riêng mình nên mới thay đổi triều đại, nâng đỡ đám phản nghịch này. Nếu không thì chỉ dựa vào bọn hắn, làm sao có thể chiếm đoạt được ngai vàng Hoàng đế Đại Huyền Quốc này được. Bảo tàng này cũng là Hoàng thất Tiền Triều vì lo sợ vạn nhất mà lưu lại đấy. Vốn dĩ chỉ cần một chút tinh huyết của một người con cháu bất kỳ của Hoàng thất là đã thừa đủ để mở ra cấm chế rồi. Nhưng đáng tiếc hiện tại cách thời điểm Tiền Triều diệt vong đã quá lâu, huyết mạch trên người ta cũng không còn thuần túy nữa, không có hiệu quả quá lớn. Cho nên lúc này mới chỉ có thể mượn tinh huyết của đám hoàng tử vương tôn này dùng một lát rồi. Bóng đen béo hơn trầm mặc một lát, sau đó mới dùng giọng điệu mỉa mai nói một hơi dài như vậy. Thì ra ngươi chính là hậu nhân của Hoàng thất Tiền Triều, điều này cũng khó trách. Tuy nhiên nghe khẩu khí của ngươi, dường như cũng không để chuyện Tiền Triều bị diệt vong ở trong lòng, trái lại còn cam lòng chia sẻ bảo tàng Tiền Triều cho những người ngoài như chúng ta cùng hưởng. Bóng đen cao lớn nghe xong, sắc mặt thay đổi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cười khan một tiếng, nói: Hừ, đám Tiền Triều ngu ngốc kia cơ bản không biết những tông môn kia cường đại như thế nào. Vậy mà mơ tưởng dựa vào một chút lực lượng phàm tục đã nghĩ chống lại Nam Tông, căn bản là tự chui đầu vào chỗ chết, có gì đáng oán hận đâu. Và lại sự việc ngày đó cách bây giờ nhiều năm như vậy, với ta mà nói, chỉ có bản thân tu thành linh sư mới là chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc lực lượng một mình ta cơ bản không mở được những cấm chế này, cũng chỉ có thể tìm các ngươi trợ giúp. Kể cả có vì thế mà chia đều bảo tàng này với các ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tốt rồi, ta đã nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất, ngươi cũng yên tâm rồi à. Số 1, đi thôi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Sau khi chia đều bảo tàng, ta và ngươi cũng nên mỗi người một ngả. Bóng đen béo hơn thản nhiên nói. Hắc hắc, đi. Chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, ta và ngươi có thể thu mua thêm nhiều chân sát khí, cho dù là tuổi tác có lớn, thử chung kích thêm mấy lần cũng có một chút khả năng trở thành linh sư. Lúc này, bóng đen cao lớn không nói thêm gì, chỉ nói bâng quơ mấy câu, sau đó thân hình liền khẽ chuyển động bay ra ngoài vương phủ. Bóng đen số 2 thấy thế, lập tức thu huyết tinh trong tay lại, thân hình cũng tung lên theo sát phía sau. Một tiếng động nhỏ vang lên. Liễu Minh giống như một cái lá cây rơi từ trên cây đại thụ xuống, hắn quan sát kỹ phương hướng hai kẻ kia rời đi, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Lầu Các vừa rồi cách đó không xa. Trên mặt hơi có một chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ nhanh chóng mấy lần, cuối cùng vẫn hạ giọng cực thấp lẩm bẩm tự nói mấy câu. Được rồi, cũng đã đợi nhiều năm như vậy, có nhiều hơn một hai ngày cũng không sao, trước tiên cứ đi theo hai người này rồi tính sau. Xem cái gọi là bảo tàng Tiền Triều này, rút cuộc là vật gì. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền lấy ra một tấm phù lục màu vàng rồi vỗ lên người, lập tức một ít phù văn mờ ảo hiện ra, chúng lóe lên một cái rồi nhanh chóng chui vào thân hình hắn. Tấm phù lục này cũng không phải ẩn thân phù bình thường chỉ có tác với phàm nhân, mà có thể mê hoặc che giấu thần thức của linh đồ. Mặc dù không thể ẩn thân hoàn toàn, nhưng cũng có thể khiến cho khí tức hạ xuống đến mức thấp nhất. Đồng thời thân hình cũng được bao phủ bởi một tầng huyễn thuật huyền diệu,
biến ảo tùy theo hoàn cảnh môi trường, gần như hòa vào cảnh vật xung quanh. Hắn còn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hai tên linh đầu kia, hơn nữa chỉ cần hành động cẩn thận hơn một chút, hẳn là không cần lo lắng bị đối phương phát hiện. Sau một khắc, thân hình Liễu Minh bắt đầu trở nên mờ ảo, gần như hòa làm một thể với cảnh ban đêm, hóa thành một cái bóng mờ màu xám. Thân hình Liễu Minh nhoáng lên, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Hai người phía trước vô cùng cẩn thận, bọn gã vừa ra khỏi vương phủ liền thi pháp che giấu thân hình, hơn nữa còn chỉ chọn đi những con đường vắng vẻ. Nếu không phải thần thức của Liễu Minh mạnh mẽ dị thường, thực sự thiếu chút nữa đã mất dấu hai người này. Nhưng chỉ sau thời gian ăn hết một bữa cơm, trên mặt Liễu Minh đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Hướng đi của hai người này dường như lại đúng là nơi hắn đã xuất phát, Tiên Hà Sơn. Chẳng lẽ thứ gọi là bảo tàng tiền triều kia lại được đặt ở bên trong Tiên Hà Sơn sao? Nhưng ngẫm lại, Tiên Hà Sơn là địa phương thích hợp nhất với tu luyện giả ở Huyền Kinh, bảo tàng tiền triều có đặt ở đó cũng không phải là điều gì quá kỳ quái. Liễu Minh vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nhưng hành động vẫn cực kỳ cẩn thận. Cũng may, hai người này không dám trực tiếp bay lên không phi hành ở Huyền Kinh, nếu không thì đúng là hắn không thể một đường theo dõi thuận lợi như vậy. Tuy nhiên khi Liễu Minh thấp thoáng nhìn thấy đỉnh núi cao lớn của Tiên Hà Sơn, hai bóng đen phía trước lại nhoáng lên một cái, không ngờ lại chui thẳng vào trong một nhà dân thoạt nhìn rất bình thường ở ven đường. Liễu Minh hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Song hắn cũng không lập tức đi theo, mà bỗng nhiên giơ một chân lên rồi đạp mạnh xuống đất, gần như ngay lập tức một luồng ánh sáng đen lóe lên, bạch cốt hạt thoáng cái đã chui ra từ trong lòng đất. Đi xem, hai người kia có ở bên trong không? Liễu Minh chỉ phân phó ngắn gọn một câu. Sau khi bạch cốt hạt theo hắn một khoảng thời gian không ngắn, cho dù hắn không sử dụng bí thuật trực tiếp câu thông, nó cũng có thể nghe hiểu được một vài mệnh lệnh đơn giản. Bạch cốt hạt lắc đầu vẫy đuôi một cái, sau đó thân hình nhanh chóng chui xuống mặt đất. Không bao lâu sau, trong thần thức Liễu Minh đã nhận tin tức được cốt hạt truyền tới, thần sắc hắn hơi thay đổi, tiếp đó lặng yên bay vào trong nhà dân này. Một lát sau, lúc này Liễu Minh đang đứng thẳng trong một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường. Mà bạch cốt hạt đang nằm sấp bên cạnh chân hắn, ngọn lửa màu lục trong hai mắt nhảy nhót không yên, nhìn chăm chú vào một cái tủ màu đen trông rất cồng kềnh. Ngươi nói khí tức của hai bọn chúng biến mất ở bên trong sao? Có chút thú vị, ta tới kiểm tra một cái xem sao. Liễu Minh nhìn cái tủ màu đen mấy lượt, ánh mắt sáng lên, nói. Tiếp đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức phóng ra, quét tới cái tủ phía trước mặt. Không có chấn động của cấm chế, xem ra chỉ là một loại cơ quan bình thường. Nhưng làm như vậy cũng là một hành động thông minh, ít nhất sẽ không có tu luyện giả nào hoài nghi chỗ này. Liễu Minh tự nói hai câu, sau đó ung dung bước tới trước cái tủ, hai tay không chần chừ kéo mạnh hai cánh tủ ra. Không ngờ bên trong lại hoàn toàn trống trải, không có bất cứ đồ vật nào. Nhưng Liễu Minh là người như thế nào chứ? Ánh mắt hắn chỉ quan sát bốn vách tủ một chút đã lập tức phát hiện ra mặt ngoài một vách tủ dường như có dấu vết bị mài mòn. Đuôi lông mày hắn nhíu lại, cánh tay khẽ chuyển động liền lấy ra thanh nguyệt kiếm, hàn quang lóe lên. Trên vách tủ đó đã xuất hiện một cái vòng tròn lớn. Tiếp đó Liễu Minh thu đoản kiếm lại, năm ngón tay nắm lại thành quyền, vận lực đấm mạnh vào giữa vòng tròn. Ầm, một tiếng, một cửa động đen xì bỗng hiện ra bên trong cái tủ. Một cái cầu thang làm bằng đá xanh, nối thẳng xuống sâu phía dưới xuất hiện trước mắt. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, sau khi phân phó cốt hạt một tiếng liền lướt nhẹ vào trong. Một lát sau, lúc này Liễu Minh đang ở sâu trong lòng đất chừng hơn 10 trượng, đi dọc theo một thông đạo hết sức thô sơ, lặng lẽ tiến về hướng Tiên Hà Sơn. Chỗ phía trước hắn mấy trượng có một tầm phù lục vẫn luôn lơ lửng cách mặt đất không xa lắm, chậm rãi tiến lên. Không biết đi được bao xa, phanh một tiếng, tấm phù lục phía trước không ngờ lại lóe lên một cái rồi nổ tung. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người này vẫn còn bố trí một ít cấm chế để cảnh giới. Nhưng chút cấm chế đơn giản này làm sao làm khó được ta. Bước chân Liễu Minh dừng lại, trên mặt cũng không lộ vẻ giật mình, ngược lại còn nhếch miệng cười lạnh, nói. Tiếp đó hai mắt hắn nheo lại, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm, hai con ngươi bỗng nhiên phát ra tinh quang, đồng thời một cỗ tinh thần lực cường đại từ đó phóng ra. Ngay lập tức, một cái quang trận mờ mờ lớn hơn một trượng liền hiện ra ở phía trước cách đó không xa, vừa khéo bít kín toàn bộ thông đạo. Thanh đoản kiếm màu xanh vừa hiện lên trong tay Liễu Minh liền điên cuồng chém tới vách đá một bên. Không lâu sau,
Liễu Minh đã đào ra một lối đi nhỏ trên vách đá, đi vòng qua phía sau quang trận. Liễu Minh lại lấy ra một tấm phù lục ném ra phía trước, nó cũng lập tức lơ lửng giữa không trung, sau đó hắn liền điềm tĩnh tiến lên. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 227, Mị ảnh. Sau khi đi được vài dặm nữa, Liễu Minh đoán chừng lúc này có lẽ mình đã đến phía dưới Tiên Hà Sơn, địa thế bắt đầu hướng lên trên. Giờ đây hắn không gặp bất cứ cấm chế nào khác, sau nửa khắc rút cuộc cũng thấy nơi cuối cùng thông đạo, ở đó có một cánh cửa đá màu xanh tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ. Mặt ngoài cửa đá này phủ đầy vô số linh văn màu bạc, nhưng một cánh cửa lại bị mất đi gần nửa. Cánh cửa còn lại thì vẹo sang một bên dựa vào vách thông đạo, dường như chúng đã bị người dùng sức mạnh phá vỡ vậy. Liễu Minh thấy thế, thần sắc hơi đổi, tay áo phất một cái thu lại tấm phù lục đang lơ lửng phía trước, sau đó liền lấy ra một tấm phù lục khác vỗ lên người mình. Phốc một tiếng, người hắn nhanh chóng bị một màn sáng màu vàng nhạt bao phủ, tiếp đó thân hình khẽ chuyển động, không phát ra âm thanh nào, chui vào trong vách đá bên cạnh. Không ngờ hắn lại trực tiếp sử dụng một tấm độn địa phù chui vào trong đất đá, chậm rãi tiếp cận cửa đá, không phát ra chút tiếng động nào. Một lát sau, thân hình Liễu Minh bỗng nhiên ngừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết phóng ra tinh thần lực vô cùng cường đại. Trong chốc lát, thần niệm của hắn đã xuyên qua hơn một trượng đất đá, trong thức hải lập tức hiện lên hình ảnh hết sức rõ ràng. Sau cánh cửa đá màu xanh kia là một thạch sảnh cực lớn cao vài chục trượng, dài rộng chừng 4-50 trượng. Toàn bộ cự sảnh đều được lát bằng đá xanh, bốn phía thì có vài cây cột đá vừa thô vừa to. Nhưng phần lớn đều bị tổn hại, chỉ có mấy cây còn có thể giữ được nguyên vẹn mà đứng sừng sững ở đó. Điều càng làm cho người có chút giật mình chính là trên mặt đất ngổn ngang mười mấy thi thể hắc y nhân che mặt. Tất cả đều khô quắt dị thường, không hề phát ra chút khí tức của sự sống, không biết đã chết từ bao giờ. Ngoài những thứ này, trong góc đại sảnh còn một ít tượng khôi lỗi không trọn vẹn đầy đủ màu xám trắng và mấy bộ thi thể quái vật thoạt nhìn giống như người mà không phải người, giống như trâu mà không phải trâu. Mà ở chỗ đối diện cửa đá màu xanh thì có một cánh cổng bằng đồng xanh càng cao lớn hơn, kiểu dáng mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Mặt ngoài hiện rõ một cái văn trận óng ánh vô cùng huyền ảo, tất cả xung quanh đều là chi chít chằng chịt phù văn năm màu, chớp động lên hào quang cực kỳ nguy hiểm. Ngay trước cánh cổng bằng đồng xanh, hai hắc y nhân che mặt một cao một béo đang đứng. Trong đó hai tay hắc y nhân béo hơn đang giơ viên tinh thạch màu đỏ máu lắp vào một lỗ hổng ở giữa cánh cửa đồng xanh cực lớn. Viên tinh thạch vừa mới để vào trong đó, cả cánh cổng lớn bằng đồng xanh lập tức vang lên tiếng ông ông. Huyết tinh chợt sáng chợt tối, hơn nữa còn có một dải sáng màu máu lan dọc theo văn trận óng ánh mà tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Cánh cổng đồng xanh vốn mang phong cách cổ xưa, chỉ thoáng cái đã trở nên cực kỳ yêu dị. Hai gã hắc y nhân thấy thế đều kinh sợ, vội vàng lui lại phía sau mấy bước, bày ra tư thế phòng ngự. Đúng lúc này, huyết quang mặt ngoài cửa đồng lóe lên, văn trận óng ánh bay vụt ra, quay tròn trong hư không với tốc độ cực nhanh. Mỗi một vòng chuyển động, huyết quang mặt ngoài cửa đồng màu xanh lại đậm hơn một phần. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, huyết quang đã trở nên đặc dính như máu, làm cho người ta nhìn vào đã cảm thấy tâm hồn lung lay, bất giác trong lòng nổi lên suy nghĩ bạo ngược. Cũng may hai gã hắc y nhân cũng là tà tu, tuy mắt thấy cảnh này thầm giật mình, nhưng cũng không thực sự bị ánh sáng này lấy mất thần trí, mà lại càng nhìn chằm chằm vào cổng đồng không tha. Kết! Một tiếng ngân dài vang lên, cánh cổng đồng xanh vốn dĩ đóng chặt rút cuộc đã chậm rãi mở ra. Thành công rồi! Hắc y nhân cao lớn vừa thấy cảnh này, lập tức vui mừng hô lên. Nhưng vừa dứt lời, vốn dĩ văn trận óng ánh đang quay rất nhanh bỗng dần chậm lại, đồng thời huyết quang mặt ngoài nhanh chóng ảm đạm đi. Cánh cổng đồng đang mở ra bỗng khựng lại, sau đó không ngờ chậm rãi khép lại. Không xong rồi, tinh huyết trong viên huyết tinh này vẫn chưa đủ. Hắc y nhân béo hơn thấy vậy giật mình kinh hãi, lập tức hoảng hốt nói một câu, tiếp đó đột nhiên bước nhanh tới phía trước, hàn quang trong tay lóe lên. Không ngờ lại dứt khoát cắt đứt cổ tay, nhanh chóng dùng pháp lực thúc dục, lập tức máu tươi điên cuồng phun thẳng lên phía trên văn trận. Ngay khi máu tươi tiếp xúc với văn trận, toàn bộ đều lóe lên rồi chui vào trong đó không thấy đâu nữa. Văn trận lại một lần nữa quay nhanh, lúc này cổng đồng cũng từ từ mở ra trong huyết quang ngày một đậm đặc, một tiếng trầm đục vang lên.
văn trận óng ánh thoáng cái liền vỡ tung ra, huyết quang dần tản đi, cổng đồng cực lớn rút cuộc cũng hoàn toàn mở rộng. Đằng sau không ngờ lại có một màn sáng khác màu trắng xóa, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ bên trong rút cuộc có thứ gì. Hắc y nhân béo đánh ra một đạo pháp quyết, máu tươi phun ra từ cổ tay lập tức ngừng lại, sau đó cũng vội vàng móc ra một tấm phù lục dán lên miệng vết thương. Lập tức ánh sáng màu xanh tỏa ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được miệng vết thương đang khép lại như lúc ban đầu. Thế nhưng hai mắt hắc y nhân béo lại vô cùng ảm đạm, rõ ràng nguyên khí đã bị tổn thương không ít. Số 2, làm tốt lắm. Nếu không có ngươi, lần này đúng là có khả năng sắp thành công lại thất bại a. Hắc y nhân cao lớn thấy vậy, trong lòng buông lỏng, nói: Hừ, lần này ta đã thua thiệt lớn, hy vọng bên trong bảo tàng sẽ không để cho ta quá thất vọng. Sau đây sẽ không còn cấm chế nào cản đường nữa, chúng ta đi vào thôi. Hắc y nhân béo lại hừ một tiếng nói, tiếp đó bước nhanh vào trong cánh cổng đồng màu xanh. Hắc y nhân cao lớn nhìn theo bóng lưng hắc y nhân béo, sát cơ trong mắt thoáng hiện lên, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại lập tức khôi phục như thường, cũng lặng yên theo sau. Hai người một trước một sau, chỉ trong chốc lát đã nhoáng lên chui vào trong màn sáng màu trắng, dáng vẻ như không có gì cản trở vậy. Một lát sau, mặt ngoài một bên vách đá bỗng sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt, Liễu Minh đã xuất hiện trong đại sảnh. Hai mắt hắn nhìn lướt qua tình hình trong đại sảnh, sau đó lại nhìn màn sáng màu trắng cách đó không xa, trên mặt hiện vẻ trầm ngâm. Đúng lúc này, từ bên trong màn sáng màu trắng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, tiếp đó một thanh âm tràn đầy vẻ kinh sợ vang lên. Ngươi vậy mà lại ra tay với ta? Nghe giọng nói đúng là hắc y nhân béo hơn kia. Hắc hắc, nếu như đã tìm được bảo tàng rồi, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta vẫn cảm thấy một người hưởng dụng bảo tàng này càng thêm tuyệt vời hơn. À, trên người ngươi còn mang theo loại vật này sao? Trước tiên hắc y nhân cao lớn trầm giọng nói hai câu, nhưng sau đó lại lập tức hét thảm một tiếng, lời nói thoáng cái liền tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu bảo tàng này ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng, hãy theo ta vĩnh viễn ở lại đây. Hắc y nhân béo nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp đó là tiếng đánh nhau kịch liệt vang vọng, kèm theo đó còn có tiếng chửi rủa của hai người. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sau đó tất cả tiếng động đều đột ngột dừng lại. Màn sáng màu trắng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Liễu Minh nghe đến đó, hai mắt hơi nhíu lại, một tay bỗng nhiên vỗ lên túi da bên hông. Một luồng khí đen tuôn ra rồi ngưng tụ lại, trong chốc lát đã biến thành một cái đầu lâu nam tử tóc tai bù xù. Đúng là ma đầu Phi Lâu. Đi! Hắn lập tức phất tay áo về phía màn sáng màu trắng. Phi Lâu nghe vậy, trên mặt hiện vẻ dữ tợn, tiếp đó liền lóe lên rồi chui vào bên trong màn sáng. Nhưng sau một khắc, bên trong bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng rít, mơ hồ truyền đến tiếng kêu kỳ quái cạc cạc của Phi Lâu. Quả nhiên là có vấn đề, cũng không biết làm sao bọn hắn phát hiện ra ta. Liễu Minh nghe thấy động tĩnh này cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, trái lại chỉ thì thào hai câu. Tiếp đó, hắn mới khẽ chuyển động, hóa thành một cái bóng mờ nhảy vào bên trong màn sáng. Sau khi ánh sáng trắng chói mắt tan đi, Liễu Minh đã nhìn thấy tận mắt toàn bộ tình cảnh bên trong. Nhưng một điều rất ngoài dự liệu chính là, giờ phút này ở trước mặt hắn thực sự không phải là cung điện chất đầy vô số bảo vật chói mắt như trong tưởng tượng, mà chỉ là một cái động quật ẩm ướt lớn gần một mẫu. Tuy nơi này thoạt nhìn cũng không nhỏ hơn đại sảnh bên ngoài nhiều lắm, nhưng bên trong ngoại trừ mấy cỗ quan tài màu đen thoạt nhìn rất bình thường và một cái cự đỉnh trông như một cái vạn niên đăng, cũng không thấy bất kỳ vật nào nữa. Mà bên trong động quật, miệng Phi Lâu đang phun ra lục diễm đầy trời, đồng thời tóc dài đầy đầu cũng hóa thành một tấm lưới bảo vệ chính nó vào trong, kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai. Hai gã hắc y nhân kia thì đuổi sát Phi Lâu, điên cuồng tấn công, trong tay một tên thì cầm một cái gương đồng. Từ đó phun ra vô số lôi hỏa màu đỏ, một tên thì cầm một thanh cốt kiếm hai lưỡi, biến ảo ra vô số khí đen cuồn cuộn phóng tới. Tuy nhiên, trừ hai người kia ra còn có một đầu biên bức đen nhánh dài hơn một thước tham gia công kích, hai cánh nó khẽ đập đã thả ra rất nhiều phong nhận màu xám. Giải thích biên bức là con rơi. Hết giải thích. Song công kích của hai người một thú này mặc dù hung mãnh như gió bão mưa rào, nhưng trước Phi Lâu một lòng phòng thủ, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ma đầu này. Nhưng khi Liễu Minh cũng xuất hiện ở trong động quật, sắc mặt hắc y nhân cao lớn lập tức trầm xuống, miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng huýt dài. Đầu biên bức màu đen kia nghe xong, bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại,
mang theo một luồng gió tanh hôi xông thẳng đến Liễu Minh. Hầu như cùng một lúc, không gian bên người Liễu Minh bỗng nhiên chấn động, một cái bóng mờ như ma quỷ xuất hiện, hung hăng bổ nhào về phía hắn. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, mấy đạo kiếm khí màu xanh bỗng nhiên cuốn ra từ trong tay áo Liễu Minh, đồng thời quả cầu lửa đỏ thẫm cũng bay thật nhanh ra từ tay bên kia. Phanh, phanh vài tiếng, mị ảnh mờ ảo bị kiếm khí màu xanh cuốn lấy, không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài, rõ ràng là một u hồn trông như một nữ tử. Mặt mũi nó tái nhợt vô huyết, mười móng tay xanh biếc, sắc bén như dao. Thân hình yêu bức cũng chật vật nghiêng sang một bên tránh được quả cầu lửa. Nhưng sau một khắc, quả cầu lửa bỗng run lên rồi tự động nổ tung, trong sóng lửa chợt bắn ra một đạo bích mang, nó chỉ lóe lên một cái đã xuyên thủng qua đầu Biên Bức. Biên Bức màu đen kêu lên một tiếng chói tai rồi phịch một tiếng rơi từ trên cao xuống dưới, sau đó không tiếp tục động đậy gì nữa. Mà nhân cơ hội này, đoạn kiếm màu xanh của Liễu Minh run lên một lần nữa, bổ ra một vùng kiếm ảnh màu xanh về phía mị ảnh mờ ảo kia. Cùng lúc đó, đạo bích mang kia cũng quay ngược lại, phát ra tiếng suy suy bắn về phía mị ảnh trong suốt kia. Đạo hữu dừng tay, có gì chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Hắc y nhân cao lớn vừa thấy cảnh này, kinh hãi quát nhẹ một tiếng, đồng thời thân hình cũng khẽ chuyển động, chủ động ngừng công kích phi lâu. Hắc y nhân béo bên kia thấy thế cũng dừng công kích lại một chút. Nhưng Liễu Minh dường như lại không nghe thấy, đoạn kiếm màu xanh trong tay chưa ngừng một khắc nào. Bích ảnh châm kia lại lóe lên một cái đã đến bên cạnh nữ tử mị ảnh, sau đó chỉ nhoáng lên một cái đã biến thành chi chít chằng chịt những cây châm màu xanh bắn tới. Mị ảnh này vốn đã bị kiếm khí màu xanh làm cho luống cuống tay chân, trong lúc không đề phòng liền bị mấy cây châm xuyên thủng qua lông mi, một tiếng gào khóc rợn người vang lên. Nữ tử mị ảnh liền biến thành một luồng khói xanh tan biến vào hư không, ở ngay chỗ đó chỉ còn lại một viên châu màu xanh biếc ảm đạm vô quang. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 228, Quỷ Phù Đồ và Thú Giá Thuật. Dạ nữ, ta muốn giết ngươi, nhất định phải bầm thây vạn đoạn, lột da cắt gân ngươi. Hắc y nhân cao lớn vừa thấy nữ tử mị ảnh cứ như vậy mà bị chém giết trong nháy mắt, khiến cho gã căn bản không kịp tới cứu, lúc này gào to một tiếng, trở nên vô cùng giận dữ. Ngươi điên rồi, cùng lắm chỉ là một hồn bộc mà thôi, không được làm hỏng đại sự của chúng ta. Linh thú của ta không phải cũng bị đối phương giết chết rồi sao? Hắc y nhân béo hơn thấy thế lại càng hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đồng bạn của mình, mà phi lâu nhân cơ hội này liền nhoáng lên một cái, lượn một vòng lớn bay tới bên cạnh Liễu Minh. Tay áo Liễu Minh phất lên thu lại bích ảnh châm, sau đó mặt không đổi sắc nhìn hai người phía đối diện. Ngươi thì biết cái gì? Dạ nữ của ta, được rồi, nói với ngươi những điều này thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu cùng ta bắt tiểu tử này lại hay không? Một tay hắc y nhân cao lớn giật phăng khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt nam tử trung niên âm trầm như nước, hung hăng hỏi. Kẻ này ở cảnh giới linh đồ mà có thể đồng thời điều khiển hai kiện linh khí, chỉ sợ ta và ngươi liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hay là nói chuyện cùng hắn rồi tính sau? Ánh mắt hắc y nhân béo chớp lên mấy cái, có chút cẩn trọng nói. Hừ, chỉ cần giúp ta giết chết tiểu tử này, bảo tàng nơi đây ta chỉ lấy 1/3, còn lại tất cả đều thuộc về ngươi. Nam tử trung niên cao lớn nghe vậy, cắn răng một cái nói thêm. Ngươi nói thật chứ? Hắc y nhân béo nghe vậy, hai mắt sáng ngời hỏi. Ta và ngươi hợp tác nhiều năm như vậy, ta đã bao giờ không giữ lời chưa? Tuy nhiên ngươi cũng không cần giấu giếm làm gì, hãy thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm đi. Tu vi của ngươi không bằng ta mà vẫn dám tới đây lấy bảo tàng với ta, khẳng định là có chỗ dựa. Nam tử trung niên cao lớn mặt trầm như nước, nói, nếu đã như vậy, ta đáp ứng. Phú quý vốn là cầu trong nguy hiểm, nhưng muốn ta sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm thì. Số 1, ngươi cũng phải sử dụng đòn sát thủ. Bằng không thì, hắc y nhân béo âm trầm nói. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ không giữ lại hậu thủ làm gì. Hắc y nhân cao lớn oán giận nói mấy câu, sau đó bỗng nhiên xé vạt áo trước ngực lộ ra lồng ngực trần trụi. Hắc y nhân béo đưa mắt nhìn qua lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Liễu Minh tập trung nhìn kỹ vào chỗ đó cũng hơi nao nao. Chỉ thấy trên lồng ngực hắc y nhân cao lớn in rõ một đồ án ác quỷ. Ác quỷ trong bức đồ án mặt xanh nanh vàng,
ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang cầm một cái đùi máu tươi chảy đầm đìa đưa lên miệng cắn xé. Trên mặt đất là một thi thể phu nhân không còn trọn vẹn. Cả bức đồ án trông rất sống động, nhưng lại làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác lạnh sống lưng. Quỷ phù đồ. Lá gan của ngươi thực không nhỏ, cũng dám dùng tinh hồn người thân nhất tu luyện bí thuật máu tanh như thế. Ngươi không sợ sau khi chết, hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Liễu Minh chậm rãi nói, một lời đã nói toạc ra lai lịch của đồ án ác quỷ trên ngực nam tử áo đen. Man Quỷ Tông vốn là đại tông môn tu luyện công pháp quỷ đạo, đương nhiên cũng có ghi chép về loại bí thuật quỷ đạo cực kỳ ác độc này. Tuy nhiên như loại công pháp này, tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng phương pháp tu luyện lại gây nên tội nghiệt. Hơn nữa còn có hậu hoạn vô cùng, Man Quỷ Tông đương nhiên không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết về bí thuật quỷ phù đồ này. Hừ, ta chỉ cầu ở kiếp này có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai quản sau khi chết sẽ ra sao. Nếu như ta có thể mượn bí thuật này tu thành linh sư, cũng không phải là không có biện pháp giải trừ hậu hoạn. Hắc y nhân cao lớn cười lên điên cuồng một trận, tiếp đó há miệng phun ra một đoàn huyết vụ lên trên lồng ngực của mình. Một màn kinh người xuất hiện, ác quỷ nhìn như vật chết, ngay khi tiếp xúc với huyết vụ lại thoáng cái nhúc nhích sống lại. Tiếp theo huyết vụ nhanh chóng cuốn ra ngoài, oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Một đầu cự quỷ một sừng, toàn thân màu đỏ máu, chân cao ba trượng từ hư không xuất hiện trước mặt nam tử áo đen. Thậm chí trong tay nó vẫn còn đang cầm lấy cái đùi phu nhân kia, cái miệng lớn vẫn đang nhấm nuốt liên tục. Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không kìm được mà nắm chặt thanh nguyệt kiếm trong tay thêm vài phần. Hay thật, không ngờ số một ngươi lại tu luyện loại bí thuật quỷ phù đồ này. Nghe nói khi tu luyện loại bí thuật này tới cực hạn, thậm chí có thể cô đọng được quỷ vật cấp bậc quỷ vương. Hắc hắc, nếu đã như vậy, ta đây cũng không giấu nghề nữa. Sau khi sự kinh hãi qua đi, hắc y nhân béo bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả, tiếp đó không thấy gã thi triển bất cứ pháp quyết gì, một bên vai chợt lồi lên. Sau khi quát lên một tiếng đau đớn, một cái đầu hổ đầy máu không biết từ đâu mọc ra bên cạnh cổ gã. Cùng lúc đó, quần áo chỗ xương sườn gã cũng rách toạc ra, hai cánh tay đầy lông lá từ trong đó vươn ra. Thu giá thuật, Liễu Minh thấy cảnh này, lông mày càng lúc càng nhăn lại. Tuy hắn biết rõ hai gã thủ lĩnh Hắc Linh Hội đều không phải là tà tu bình thường, nhưng cũng không ngờ bí thuật mà hai người này tu luyện lại đều quỷ dị như vậy. Hắc hắc, tiểu tử, vốn dĩ ta không muốn sử dụng thuật này, nhưng thấy ngươi khó giải quyết như thế, thậm chí có thể thúc giục cả phi lâu trong truyền thuyết, ta cũng phá lệ một lần. Hắc y nhân béo biến thành bộ dáng hai đầu bốn tay, khăn che mặt màu đen không biết từ lúc nào cũng đã tự động rơi xuống, lộ ra một gương mặt mập mạp thoạt nhìn rất hiền lành. Nhưng sau khi chuyển động hai cánh tay lông lá và lắc lắc cái đầu hổ mấy cái, lời nói ra lại tràn đầy sát ý. Thu giá thuật. Thật tốt quá, số 2. Như vậy thì tiểu tử này chết chắc rồi. Động thủ. Hắc y nhân cao lớn vừa thấy đồng bạn thi triển bí thuật lại càng thêm vui mừng, nhưng lập tức hét lên hai tiếng động thủ, hai cánh tay đột nhiên thúc giục pháp quyết. Ác quỷ màu đỏ máu lập tức ném cái đùi trong tay sang một bên rồi đột ngột ngồi xổm xuống, tiếp đó dồn sức bật mạnh một phát, thân hình khổng lồ như ngọn núi bổ thẳng tới Liễu Minh. Bên kia, hắc y nhân béo, hai đầu bốn tay, thân hình chỉ nhoáng lên một cái liền bắt đầu xoay tròn, trông như một con quay cực lớn xông lên. Liễu Minh chỉ liếc nhìn hắc y nhân béo một cái, phi lâu đang lơ lửng trên đỉnh đầu bỗng cười quái dị một tiếng rồi bay vút ra. Khi chưa đến gần con quay, tóc dài đầu đầy đã run lên bắn tới phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu cuốn lấy con quay do hắc y nhân béo biến thành. Về phần cự quỷ từ không trung bổ nhào xuống, hai chân Liễu Minh chỉ khẽ chuyển động, toàn thân bay chéo sang một bên tránh đi, đồng thời thanh đoản kiếm trong tay run lên, đang định bổ về phía cự quỷ. Nhưng đúng lúc này, ngay giữa không trung, hai tay cự quỷ kia cũng rung mạnh về phía Liễu Minh. Liễu Minh khẽ giật mình, chưa kịp hiểu rõ dụng ý hành động của cự quỷ là gì thì bỗng nhiên phốc phốc hai tiếng. Hai viên nham thạch lớn cỡ đầu người từ trong lòng bàn tay cự quỷ lóe lên, mang theo một hồi ác phong đập tới. Thạch đạn thuật. Liễu Minh thấy thế không nhịn được mà kinh hô lên, thân hình uốn éo một cái mới khó khăn lắm trượt sang một bên tránh được hai viên nham thạch. Nhưng cùng lúc đó, đoản kiếm màu xanh kia cũng bổ ra mấy đạo kiếm khí về phía cự quỷ. Nhưng điều làm cho hắn rùng mình chính là, khi cự quỷ gần chạm xuống mặt đất, thân hình khổng lồ của nó bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng, không dừng lại chút nào mà chui thẳng vào lòng đất.
Kiếm khí chém qua chỉ để lại trên mặt đất mấy vết kiếm sâu hoắm mà thôi. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, nhưng hai chân hắn chưa kịp chạm đất, tay áo bỗng nhiên run lên, một sợi xích màu bạc đã phát ra tiếng leng keng mà phóng tới hắc y nhân cao lớn. Hắn biết rõ, cự quỷ này lợi hại như thế chủ yếu vẫn là nhờ đối phương thi pháp điều khiển. Chỉ cần có thể giải quyết xong đối phương thì đầu quỷ vật do quỷ phù đồ này biến thành cũng không còn tồn tại nữa. Đúng lúc này, phía dưới người hắn bỗng vang lên tiếng gào thét, cự quỷ từ dưới lao ra, hai cánh tay dang rộng hung hăng ôm tới Liễu Minh. Nhưng thân hình Liễu Minh lại uốn éo một cái, nhẹ nhàng né được. Lúc này, hắc y nhân cao lớn phía đối diện giơ một tay lên, một tấm phù lục bay ra, lóe lên hóa thành một cái lồng băng óng ánh, bảo hộ gã cực kỳ chặt chẽ. Sợi xích màu bạc lao thẳng tới lồng băng, một hồi hàn quang chớp động không ngừng, nhưng vẫn không tài nào làm gì được tầng phòng hộ này. Mà thân hình ác quỷ tiếp tục chớp lóe không ngừng trên mặt đất, một đường đuổi sát Liễu Minh không tha. Mặc dù ngẫu nhiên bị kiếm khí màu xanh bổ trúng, nhưng thân hình nó cũng chỉ mờ đi một thoáng, sau đó lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy đau đầu. Ngược lại là bên kia, Phi Lâu đại triển thần thông, ma khí toàn thân bốc lên cuồn cuộn, đấu ngang tài ngang sức với hắc y nhân béo hai đầu bốn tay. Tuy nhiên khi ác quỷ một lần nữa xông ra từ dưới lòng đất, đánh về Liễu Minh, thành, đoạn kiếm màu xanh trong tay bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một cái thiết đồng màu đỏ thắm. Phụt, một tiếng vang lên, một tấm lưới óng ánh tung ra. Trong tình huống không kịp đề phòng, cự quỷ muốn tránh đã không còn kịp nữa rồi. Nó gầm lên giận dữ vùng vằng hòng thoát ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị tấm lưới này quấn chặt, đồng thời hàn khí cuồn cuộn ập tới, tạo nên một tầng băng lạnh bên ngoài thân thể, khiến cho động tác của nó lập tức trở nên chậm chạp. Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui vẻ, tay áo giơ lên, sợi xích màu bạc lại bắn ra, sau khi nhoáng lên một cái liền quấn chặt lấy cự quỷ. Tiếp đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, một quả cầu lửa đỏ thẫm xuất hiện ngay trong tay hắn, chỉ trong chốc lát đã biến lớn cỡ cái vạc nước, nhắm thẳng đến cự quỷ bị nhốt ngay phía dưới. Hắc y nhân cao lớn phía xa vừa thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết, lồng băng trước người lập tức sáng lên rồi tan biến. Một tay lại lật một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây cung nhỏ và mấy mũi tên có màu đỏ thẫm. Gã nhanh chóng giương cung, đang định bắn về phía Liễu Minh. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một cái bóng đen từ dưới mặt đất sau lưng gã vọt lên, nó chỉ nhoáng một cái đã dùng hai cái càng lớn kẹp chặt lấy một chân gã. Đồng thời cái đuôi móc câu sau lưng khẽ chuyển động, hóa thành hơn 10 đường sáng màu đen xuyên thủng qua bắp chân, một tiếng hét thảm vang vọng. Hắc y nhân cao lớn kinh sợ cúi đầu xuống, chỉ thấy bắp chân của mình rõ ràng có thêm mười mấy cái lỗ nhỏ đen xì. Từng luồng khí đen từ chỗ đó dọc theo bắp chân xông lên phía trên, đồng thời một cảm giác ngứa ngáy cũng từ bắp chân lan ra. Với kiến thức của hắc y nhân cao lớn, sao gã lại không biết bản thân đã trúng một loại kỳ độc nào đó, trong thời gian ngắn cơ bản không có thuốc nào chữa khỏi. Nhưng dù gì gã cũng coi như là một kẻ kiêu hùng, sắc mặt chỉ hơi đổi một chút, cánh tay bỗng chuyển động. Một ngón tay chợt bắn ra một cái móng tay sắc bén, nhanh như điện xẹt rạch một phát vào chỗ đầu gối của mình. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 229, Thiết Giáp Thi. Bắp chân đen kịt lập tức bị cắt rời, máu tươi phun ra như suối. Đồng thời một chân hắc y nhân cao lớn khẽ chuyển động, thân hình như một mũi tên bắn ngược ra ngoài, cũng nhanh chóng lấy ra một tấm phù lục dán lên đùi. Lập tức từng điểm sáng màu xanh lóe lên, máu tươi đột ngột dừng lại, đồng thời miệng vết thương cũng mau chóng khép kín. Nhưng lúc này, Bạch Cốt Hạt lại bay lên không đuổi theo sát phía sau, không có ý định buông tha đối thủ. Hắc y nhân cao lớn cố nén đau đớn miễn cưỡng hạ xuống đất, sau khi vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa sợ vừa giận, tay áo run lên, lại lần nữa lấy ra mặt gương đồng lúc trước. Chỉ thấy gã quay mặt, tấm gương về phía Cốt Hạt, lập tức một vùng lôi hỏa màu đỏ máu phóng ra. Nhưng thân hình Cốt Hạt lại uốn éo, chợt ẩn chợt hiện ngay trong màn sương mù màu tím bao bọc, dễ dàng tránh được lôi hỏa. Tiếp đó cái đuôi móc câu sau lưng nó chuyển động, lại hóa thành mười mấy đường sáng màu đen phá không phóng tới, nhưng cũng bị hắc y nhân sử dụng lôi hỏa từ trong mặt gương đồng mạnh mẽ đánh văng đi. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh long trời lở đất từ bên phía Liễu Minh truyền tới.
Rõ ràng là Liễu Minh đã ném quả cầu lửa khổng lồ trong tay ra ngoài, đập mạnh lên người cự quỷ đang bị trói chặt. Quỷ vật này giống to một tiếng, sau đó liền bị đám mây lửa hình dáng như cây nấm khổng lồ che khuất, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn trong nhiệt độ cực cao. Hắc y nhân cao lớn đang dùng gương đồng giằng co với Cốt Hạt, đồ án ác quỷ trên lồng ngực gã thoáng cái liền trở nên đỏ tươi như máu. Đồng thời ác quỷ trong đồ án chớp lóe mấy cái, không ngờ lại chui vào bên trong lồng ngực hắc y nhân cao lớn không thấy đâu nữa. Hắc y nhân cao lớn lập tức kêu to một tiếng, sau đó ném bay mặt gương đồng trong tay ra phía ngoài, xoay người ngã xuống. Hai tay ôm chặt đầu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, đồng thời miệng không ngừng kêu la thảm thiết, dường như gã đang phải chịu đựng đau đớn nào đó khó có thể tưởng tượng. Bạch Cốt Hạt thấy tình hình như thế đương nhiên sẽ không bỏ qua, thân hình nhoáng lên một cái đã nhào tới trên người hắc y nhân cao lớn. Hai cái càng lớn và cái đuôi móc câu lập tức phát ra công kích như mưa rào, chỉ trong nháy mắt nó đã xé đối thủ không còn sức phản kháng ra thành từng mảnh nhỏ. Một vũng máu đen đặc từ tàn thi của hắc y nhân cao lớn chảy ra. Liễu Minh chứng kiến cảnh này, thân sắc mới buông lỏng, ánh mắt rời sang trận chiến bên kia. Giờ phút này, hắc y nhân béo lợi dụng đầu hổ phun ra liệt diễm hừng hực, đang giằng co với Phi Lâu, ngay sau khi nhìn thấy đồng bạn bị chém giết, tâm thần cực kỳ chấn động. Cái đầu hổ đột nhiên phun ra một trụ lửa bức lui Phi Lâu lại một quãng, sau đó liền hóa thành một cái bóng mờ bổ nhào về phía một cái quan tài màu đen nào đó. Ngăn hắn lại, Liễu Minh phân phó một tiếng, một cái bóng đen bắn tới, đâm sầm vào hắc y nhân béo đang vội vàng chạy trốn. Đúng là quỷ vật Bạch Cốt Hạt kia. Mà có một chút thời gian trì hoãn này, Phi Lâu liền phát ra tiếng cười quái dị bay nhanh tới, tóc dài đầy đầu lần nữa cuốn ra. Cốt Hạt cũng há miệng phun ra một đoàn lửa tím. Trong chốc lát, hắc y nhân liền lâm vào tình cảnh bị Cốt Hạt và Phi Lâu giáp công. Mặc dù đầu hổ kia vẫn liên tục phun ra hỏa diễm, bốn cánh tay nắm bốn thanh cốt kiếm điên cuồng phản kích, nhưng rất nhanh chóng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, đoàn kiếm trong tay Liễu Minh run lên, từng đạo kiếm khí màu xanh cũng gia nhập công kích. Kể từ đó, hắc y nhân béo đương nhiên càng không thể nào ngăn cản nổi, trong một chớp mắt không kịp tránh né liền bị cái đuôi móc câu của Cốt Hạt xuyên thủng một bên vai, lập tức một cảm giác ngứa ngáy khó chịu bốc lên. Dừng tay, ta đầu hàng. Nếu như không có ta, đạo hữu chỉ sợ sẽ không thể nào có được bảo tàng chính thức. Trong lòng hắc y nhân béo trầm xuống, sau đó bỗng nhiên kêu to lên. Bảo tàng chính thức. Liễu Minh nghe thế, thần sắc hơi đổi. Đúng vậy, đạo hữu sẽ không thực sự cho rằng bảo tàng tiền triều sẽ ở trong một vài cái quan tài này chứ. Trong đó có lẽ chỉ là một ít bảo vật bình thường mà thôi, bảo tàng chính thức thật ra là có huyền cơ khác. Hắc y nhân béo vừa đau khổ ngăn cản công kích của Phi Lâu và Cốt Hạt, vừa dốc sức liều mạng hét lớn. Chỉ trong thời gian một lát như vậy, gã đã cảm giác một bên vai hoàn toàn tê cứng, cánh tay không thể cử động được chút nào. Mắt thấy không thể tiếp tục ngăn cản công kích trước mắt, không cần nghĩ cũng biết trong lòng đang sợ hãi như thế nào. Liễu Minh nghe thấy chuyện đó, hơi cau mày, mặc dù không thấy hắn có cử động gì, nhưng Phi Lâu và Cốt Hạt vốn đang điên cuồng tấn công bỗng ngừng lại, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Hắc y nhân béo thấy vậy, trong lòng mới thả lỏng, vội vàng móc ra từ trong ngực áo một cái bình nhỏ, một hơi đổ ra 7-8 viên đan dược rồi cho cả vào miệng nuốt xuống. Chỉ trong một lát như vậy, hắn đã cảm thấy nửa người đều tê liệt, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Vô dụng thôi, Bạch Cốt Hạt của ta là một đầu quỷ vật biến dị, đan dược giải độc bình thường cùng lắm chỉ tạm thời ức chế độc tính được một lát. Nếu như muốn giải hoàn toàn trong thời gian ngắn cơ bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Trước tiên ngươi hãy giải trừ thú giá thuật, nếu không ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi, sau đó chậm rãi tìm kiếm cái gọi là bảo tàng chính thức kia. Liễu Minh chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, ta hiểu, cứ dựa theo lời đạo hữu mà làm. Hắc y nhân béo nghe vậy, cắn răng một cái trả lời, tiếp đó một tay gã bấm niệm pháp quyết, đầu hổ một bên vai và hai cánh tay lông lá chỗ xương sườn nhanh chóng rút nhỏ lại. Trong chốc lát liền biến mất, đồng thời khí tức trên người cũng thoáng cái suy yếu đi hơn phân nửa. Nếu không phải lúc trước phá vỡ cấm chế tổn thất quá nhiều tinh huyết, ta cũng sẽ không phải ngay lập tức thi triển ra thú giá thuật, thực lực chân chính cũng không bị thua nhanh như vậy. Hắc y nhân béo thu lại bí thuật, sau đó trên mặt lại lộ vẻ phiền muộn. Nếu ngươi không phục, có thể xuống dưới đó làm bạn với tên kia được rồi. Liễu Minh không lộ chút cảm xúc nói, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua vũng máu đen đặc chỗ hắc y nhân cao lớn. Hầu như cùng một lúc khi Liễu Minh nói xong,
Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu cũng ngóc đầu dậy. Tại hạ chỉ nói giỡn như vậy mà thôi, đạo hữu đừng tưởng là thật. Hắc y nhân béo thấy vậy, đương nhiên, hoảng sợ nói vội. Mặc kệ ngươi thực nói giỡn hay là giả nói giỡn, hiện tại hãy nói cho ta biết bảo tàng chính thức ở chỗ nào. Không cần ôm tâm lý kéo dài thời gian làm gì, chỉ cần ta cảm thấy ngươi có ý nghĩ này, sẽ lập tức lệnh cho hai bọn chúng động thủ. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào hắc y nhân bên cạnh, lạnh lùng nói. Làm sao tại hạ lại có ý nghĩ này được, bảo tàng chính thức thật ra là ở ngay dưới hang động này. Hơn nữa bị một pháp trận khác phong ấn, nhưng chỉ có mình ta biết phương pháp mở ra phong ấn này mà thôi. Hắc y nhân béo nghe vậy, cười khổ trả lời. Vậy trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết bảo tàng chính thức kia là thứ gì. Liễu Minh nghe xong, thần sắc không đổi, hỏi lại. Nếu ta đoán không sai, bảo tàng chính thức này hẳn là một chỗ sát khanh. Lúc này, hắc y nhân béo do dự một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nói. Sát khanh, mặc dù Liễu Minh luôn luôn ổn trọng, nhưng nghe xong lời ấy cũng giật mình mà hô lên. Đúng vậy, tuy không phải là sát khanh quá lớn, hơn nữa cũng không rõ rút cuộc là loại chân sát nào. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy không có người mở ra, bên trong hẳn là cũng tích góp được không ít chân sát khí rồi. Nếu như hắc y nhân béo đã nói bí mật này ra, gã cũng dứt khoát không giấu giếm gì nữa, một mạch nói ra toàn bộ. Rất tốt, vậy hãy để ta xem lời ngươi nói có là thật hay không. Tuy nhiên trước đó, ta còn cần phải làm một chuyện khác mới được. Liễu Minh đè nén sự hưng phấn trong lòng, khôi phục trấn định nói. Cái gì, ý đạo hữu là? Hắc y nhân béo khẽ giật mình hỏi. Nhưng không đợi gã có phản ứng gì, Phi Lâu bên cạnh bỗng nhiên hất đầu sang, một đám tóc dài bắn thẳng tới chỗ gã, kèm theo đó là tiếng xé gió vang lên. Hắc y nhân béo thấy vậy lập tức biến sắc, nhưng sau khi nhìn qua Bạch Cột Hạt đang hết sức kích động ở bên cạnh, cũng chỉ có thể cười cay đắng mà đứng nguyên tại chỗ. Kết quả là sau mấy tiếng phập phập, đám tóc dài lập tức chui vào trong thân thể gã, nhanh chóng quấn lấy trái tim vẫn còn đang đập liên hồi, khiến cho lưng áo gã bất chi bất giác ướt đẫm mồ hôi. Khi các hạ mở ra phong ấn, tốt nhất là nên thành thật, nếu không chỉ cần một ý nghĩ trong đầu ta, Phi Lâu sẽ bóp nát trái tim ngươi. Tốt rồi, hiện giờ ngươi hãy tới mở phong ấn đi. Liễu Minh chứng kiến cảnh này, sắc mặt mới có chút hòa hoãn xuống. Tốt, đạo hữu đợi một lát. Nhưng trước khi mở phong ấn, ta còn cần phải lấy ra một ít đồ vật từ trong một cỗ quan tài đã. Hắc y nhân béo cúi đầu nhìn xuống đám tóc dài đâm vào trong lồng ngực mình, trên gương mặt mập mạp nặn ra một nụ cười gượng gạo, thoạt nhìn như một gã phàm nhân hiền lành chất phác vậy. Ngươi muốn lấy thứ gì, ở trong cỗ quan tài nào? Liễu Minh đương nhiên không thể bị vẻ dáng vẻ hiền lành của gã lừa gạt, lạnh nhạt nói. Đối phương có thể trở thành thủ lĩnh số 2 của Hắc Linh Hội, bình thường cai quản nhiều tà tu như vậy, có nói gã không phải là loại người lòng dạ độc ác, quỷ kế đa đoan, cơ bản là không có ai tin. Là một khối thiết bài, hẳn là trong cỗ quan tài có ấn ký hoa cúc màu bạc ở góc xa đằng kia. Hắc y nhân béo vừa thấy Liễu Minh dường như không muốn gã đi lấy đồ vật kia, sau khi do dự một chút liền chỉ về phía một cỗ quan tài màu đen ở một góc thạch sảnh. Liễu Minh nghe xong lời đó liền rời mắt qua, cũng nhanh chóng thấy rõ cỗ quan tài đó. Đúng là cỗ quan tài mà khi hắc y nhân béo chạy trốn lúc trước muốn tiến tới đầu tiên. Hắn suy nghĩ một chút. Đoạn kiếm trong tay run lên, tiện tay chém ra một đạo kiếm khí màu xanh về phía cỗ quan tài. Đương một tiếng. Kiếm khí bổ lên trên cỗ quan tài màu đen không ngờ chỉ để lại một vết kiếm mờ, cũng không thể chém đứt nó ra làm hai phần. Đạo hữu, những cỗ quan tài này đều được chế tạo từ ô mộc vạn năm, bản thân cũng coi như là một kiện bảo vật. Hắc y nhân béo thấy vậy, khóe mắt giật giật, vội vàng giải thích. Vậy sao, nói như thế thì hủy diệt đúng là có chút đáng tiếc. Liễu Minh nghe xong mấy lời đó, thần sắc hơi đổi, thu lại đoạn kiếm trong tay, sau đó một bàn tay xòe ra nắm vào hư không. Oanh, một tiếng động thật lớn vang lên. Lúc này, nắp quan tài được một lực lượng lớn như vậy kéo lên liền bay nhanh ra ngoài, đồng thời một mùi thi thể thối rữa tràn ngập không gian. Liễu Minh cau mày, thân hình khẽ chuyển động rồi bay lên, chậm rãi tiến về phía cỗ quan tài kia. Khi còn cách chỗ đó mấy trượng liền dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn vào trong cỗ quan tài vài lần, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Dường như đang chế giễu điều gì đó, tiếp đó tay áo rung rung, liên tiếp những quả cầu lửa từ không trung bắn xuống. Phừng một tiếng, hỏa diễm hừng hực thoáng cái liền bốc lên trong cỗ quan tài,
tạo thành một cột lửa hình trụ đỏ thẫm. Sau một khắc, một tiếng kêu kỳ quái từ trong cỗ quan tài truyền tới, một đầu cương thi mặc thiết giáp màu đen từ trong đó nhảy ra. Trước ngực nó treo một cái thiết bài được một sợi dây nhỏ xuyên qua. Nó vừa mới loạng choạng bước ra vài chục bước trong hỏa diễm cuồn cuộn đã bị một đạo phong nhận cực lớn mang theo tiếng xé gió chói tai chém bay đầu lâu. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 230, Sát Thi. Thi thể không đầu vẫn đi tiếp một đoạn ngắn mới phịch một tiếng ngã xuống đất, cuối cùng biến thành một đống tro trắng bên trong ngọn lửa hừng hực. Lúc này Liễu Minh mới đưa tay vẫy về phía đống tro trắng kia một cái. Vèo một tiếng, một khối thiết bài màu đen từ đó bay thật nhanh ra, rơi gọn vào trong lòng bàn tay. Hắn chỉ cúi đầu nhìn lướt qua tấm thiết bài trong tay vài lần, sau đó thân hình liền chuyển động, bay thật nhanh trở lại chỗ cũ. Đạo hữu, thiết giáp thi kia là... Hắc y nhân bên cạnh đợi Liễu Minh vừa đặt chân xuống đất, đang định ấp úng giải thích vài câu. Nhưng Liễu Minh trực tiếp khoát tay chặn lại, cắt ngang câu nói của gã, đồng thời ném thiết bài trong tay tới, giọng nói không chứa chút cảm xúc, đồ vật theo lời ngươi nói có phải là vật này hay không? Nếu đúng hãy lập tức mở phong ấn ra đi, hiện giờ ta không muốn nghe bất cứ câu nào nữa. Đúng, đây chính là vật cần phải có để mở ra phong ấn, tại hạ sẽ ngay lập tức thi pháp mở phong ấn. Mặc dù Liễu Minh cơ bản không nói gì về bộ thiết giáp thi kia, nhưng vẫn khiến cho trong lòng Hắc Y Nhân béo phát lạnh, hai mắt vừa nhìn thấy thiết bài liền vội vàng nói. Tiếp đó gã bước nhanh tới một chỗ trong động quật, một tay giơ thiết bài lên cao, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tiếng chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại gây cho người nghe một cảm giác có vần điệu khó diễn tả được. Phốc một tiếng, thiết bài thoạt nhìn rất bình thường đột nhiên bùng lên ánh sáng màu trắng, hơn nữa càng lúc càng sáng, cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của Hắc Y Nhân béo, bay lên trên không động quật. Ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, thiết bài chui thẳng vào đỉnh hang động không thấy đâu nữa. Một khắc sau, trên đỉnh hang động hiện lên vô số quang văn màu trắng, rơi nhanh xuống dưới như mưa rào, sau đó đua nhau chui vào lòng đất mất dạng. Tiếp đó dưới lòng đất truyền ra từng hồi tiếng rền vang, toàn bộ hang động bắt đầu khẽ rung lên. Bỗng nhiên có một văn trận năm màu cực lớn bay vọt ra từ dưới lòng đất, nó chỉ quay tít một vòng, lập tức một cỗ khí tức cấm chế cực kỳ khủng bố ầm ầm cuốn ra. Cùng lúc đó, mặt đất ở trung tâm văn trận bỗng vỡ vụn ra rồi sụt xuống, lộ ra một cái cửa động đen xì, bên trong dường như có từng hồi tiếng quỷ khóc truyền ra. Đây là cửa vào sát khanh sao? Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào cửa động đen xì chợt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, nói. Hẳn là thế. Hắc y nhân béo nhìn chằm chằm vào cửa động, trên mặt cũng lộ vẻ kích động đáp. Nếu đúng như vậy thì ngươi hãy đi xuống đi. Liễu Minh liếc nhìn Hắc y nhân, nói như thế. Đạo hữu muốn tại hạ đi xuống trước sao? Hắc y nhân béo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta xuống trước ư? Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ để hai bọn chúng bồi ngươi cùng xuống. Đuôi lông mày Liễu Minh nhíu lại, nói. Được, vậy tại hạ sẽ lập tức đi xuống. Gã béo dường như cũng biết mình cơ bản không thể phản đối, mặt cố nặn ra một nụ cười, nói. Tiếp đó gã cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần cửa động đen xì trên mặt đất. Thò đầu ra nhìn xuống dưới một lượt rồi mới hạ quyết tâm nhảy vào trong, Phi Lâu và Cốt Hạt đương nhiên cũng nhoáng lên mà theo sát phía sau. Một lát sau, khi Liễu Minh không cảm ứng được điều gì không ổn từ Cốt Hạt và Phi Lâu bên kia, hắn mới nhảy vào trong cửa động đen xì. Động này cũng không sâu lắm. Liễu Minh cảm giác chỉ sau mấy nhịp thở mình đã đi tới một hang động sáng sủa khác. Nhưng ngoại trừ dưới chân hắn có một khu vực nhỏ để khống chế pháp trận ra, những chỗ khác đều là khí đen đậm đặc, làm cho người ta cơ bản không thấy rõ quang cảnh bên trong hang động này. Hắc y nhân béo và Phi Lâu, Cốt Hạt vẫn đang đứng nguyên tại trung tâm pháp trận chờ đợi. Những thứ này hình như cũng không phải là chân sát khí. Liễu Minh đưa mắt nhìn một lượt khí đen nồng đậm bên ngoài pháp trận, nhíu mày nói. Ta cũng biết rõ những khí này chắc chắn là không phải. Nhưng chắc hẳn vị trí của sát khanh kia cũng chỉ ở quanh đây. Không bằng chúng ta đi tìm xung quanh một phen xem sao. Hắc y nhân béo nhìn khí đen bốn phía một lượt, cũng có chút do dự trả lời. Đi tìm xung quanh sao? Hắc hắc, được, ngươi có thể ra khỏi đây, kiểm tra xem khí đen bên ngoài kia là vật gì rồi nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng trả lời. Đạo hữu nói đùa rồi.
Nếu như nơi đây đã bố trí cấm chế để ngăn cản những khí đen này, chắc hẳn chúng là thứ không nên dính phải. Hắc y nhân béo nghe xong lời này, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng nói. Tuy nhiên đúng lúc này, khí đen bốn phía vốn dĩ tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn di chuyển, tất cả đều nhanh chóng tụ về một hướng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khí đen vốn đang ngập tràn hang động bỗng tụ lại phía trên một cái hố sâu có đường kính 7-8 trượng cách bọn hắn không xa, tạo thành một quả cầu khí cực lớn màu đen. Bên trong quả cầu khí màu đen rõ ràng xuất hiện một cái ghế vàng rực, không ngờ lại có một người đang ngồi phía trên, hơn nữa còn đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh bên này. Ánh mắt như điện, y là một gã thanh niên gầy gò mặc áo bào màu vàng, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm màu bạc, vẻ mặt xanh xao vô cảm. Nhưng ngũ quan lại vô cùng thanh tú, hai đầu lông mày dường như có 4-5 phần giống hắc y nhân béo. Mà quả cầu khí màu đen kia chỉ chuyển động trong mấy hơi thở liền nhao nhao chui vào trong thân hình gã thanh niên không còn sót lại chút gì. Liễu Minh mắt thấy tràng cảnh yêu dị như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì, hắc y nhân béo vốn vẫn thành thực đứng ở bên cạnh bỗng nhiên nhảy chồm ra phía trước, chạy như điên về phía hố sâu. Đồng thời miệng còn kêu lớn, thái tử ra cứu mạng, ta là hậu nhân của người, chính ta đã mở phong ấn ra, tới cứu lão nhân ra người ra ngoài. Thân hình gã thoạt nhìn rất nặng nề, thế nhưng động tác lại nhanh nhẹn vô cùng, chỉ nhảy lên nhảy xuống mấy nhịp đã tới chỗ cách hố sâu mấy trượng. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Phi Lâu ở bên cạnh hắn bỗng cười lên một tiếng quái dị, đột nhiên cúi đầu xuống. Một đám tóc dài vẫn còn chui sâu trong người hắc y nhân béo lập tức bị giật mạnh một phát. Phục một tiếng, trái tim hắc y nhân béo bị đám tóc dài quấn quanh lập tức vỡ nát, khiến cho gã hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng bước chân gã chỉ loạng choạng một thoáng, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục như thường, tiếp tục nhảy lên như bay về phía trước. Một màn này thực sự làm cho Liễu Minh há mồm trợn mắt. Hặc hặc, tiểu tử, các ngươi hẳn là không nghĩ tới ta là người có hai trái tim. Điểm huyền diệu của thú giá thuật, chỉ bằng ngươi há có thể tưởng tượng nổi. Cái mà ngươi khống chế chỉ là một trái tim của yêu thú ghép vào người ta mà thôi, hơn nữa ta đã thay đổi vị trí giữa hai trái tim từ lâu rồi. Mà mục đích chủ yếu lần này của ta đến đây cũng không phải là vì bảo tàng tiền triều, mà chính là thả thái tử tiền triều bị nhốt ở nơi đây từ ngàn năm trước ra ngoài. Hắc y nhân béo nhoáng lên mấy cái đã xuất hiện giữa không trung bên cạnh cái ghế màu vàng, sau đó xoay người dương dương đắc ý lớn tiếng nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe xong lời đó, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đúng lúc này, hắc y nhân béo bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một bàn tay gầy gò xuyên thủng qua một chỗ khác trên ngực gã, giữa năm ngón tay đang nắm một trái tim đỏ au vẫn còn đang đập. Tại sao lại như vậy, tổ tiên đại nhân, người? Hắc y nhân béo hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sau khi khó khăn lắm mới quay đầu lại được, chỉ thấy sau lưng ngoài gã thanh niên gầy yếu kia không còn bất cứ người nào khác. Kẻ xuyên thủng lồng ngực lấy đi trái tim của gã cũng chính là thanh niên đang ngồi trên cái ghế màu vàng. Ngươi có biết rằng ngươi đã làm sai hai chuyện hay không? Khóe miệng gã thanh niên mấp máy, nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Ngươi! Hai mắt hắc y nhân béo trợn lên, cảm giác khí lực toàn thân đang nhanh chóng bị hút sạch đi, chỉ đủ sức nói một chữ. Gã thanh niên gầy gò vẫn bình tĩnh nói tiếp, đầu tiên, ngươi cơ bản không nên đến gần ta như vậy. Ngươi có biết không, thân thể hiện tại này của ta đã bao nhiêu năm không nếm qua huyết nhục trong lành rồi. Trong tình huống như vậy, ngươi còn đứng gần ta như thế, kể cả là con ruột của ta, ta cũng sẽ cắn nuốt từng miếng một. Thứ hai, cơ bản ta cũng không phải là tổ tiên đại nhân theo như lời ngươi nói. Chủ nhân trước đây của thân thể này, vị gọi là thái tử tiền triều kia, hơn nghìn năm trước bởi vì quá mức cô đơn lạnh lẽo mà đã phát điên tự sát rồi. Ta chỉ là chủ nhân được sinh ra sau này của thân thể này mà thôi. Đương nhiên ta cũng có được một chút trí nhớ của vị thái tử kia. Hôm nay nhìn công sức ngươi vất vả mở ra phong ấn, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thoải mái. Nếu không huyết nhục trong lành như vậy, đương nhiên phải nhấm nháp từng chút một mới càng thêm ngon miệng. Ngay khi gã thanh niên nói xong câu cuối cùng, năm ngón tay đột nhiên siết mạnh bóp vỡ trái tim, tiếp đó cánh. Tay kia đột nhiên co lại, nắm lấy hắc y nhân béo đặt xuống đùi, đầu hơi cúi xuống, miệng cắn ngập vào cổ gã, điên cuồng hút máu tươi. Liễu Minh thấy một màn này sắc mặt lập tức chuyển xấu, thân hình khẽ chuyển động, phóng lên trời bay thật nhanh về phía cửa vào, phanh một tiếng. Tuy nhiên khi hắn vừa mới tới gần lối vào,
phía trước chợt hiện lên một màn sáng màu đen, không kịp dừng lại mà đập mạnh vào màn sáng bắn ngược trở lại. Ngươi không cần uổng phí sức lực nữa, trừ phi ta rời khỏi đây, nếu không nơi đây sẽ tự động phong bế. Đương nhiên với thực lực của ngươi, phá vỡ cấm chế này cũng không mất thời gian quá dài, nhưng điều đó cũng phải xem ta có cho phép hay không mới được. Gã thanh niên gầy gò rút cuộc cũng rời miệng khỏi thi thể, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, hờ hững nói với Liễu Minh. Ngươi là sát thi. Sắc mặt Liễu Minh âm trầm như nước, nhưng ánh mắt sau khi nhìn quét qua hố sâu không thấy đáy, lại chậm rãi nói. Cùng lúc đó, một tay hắn nắm lấy thanh đoản kiếm màu xanh quét ngang ra phía trước người, trong tay áo bên kia thì truyền ra một hồi đinh đương hỗn loạn. Một sợi xích màu bạc từ trong đó bay thật nhanh ra ngoài, sau đó bắt đầu chuyển động vòng quanh thân hình. Phi Lâu và Bạch Cốt Hạt, một cái thì tóc dài đầy đầu dựng đứng lên, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu bạc, một cái thì thân thể chúi xuống, cái đuôi móc câu sau lưng bắt đầu vung vẩy không ngừng. Sát thi, thân thể này cũng có thể coi là như thế. Năm đó ta bị đại địch đánh nát thân thể, thậm chí ngay cả tàn hồn và sát khanh này cũng cùng bị phong ấn, vốn cho rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng thật không ngờ lại vẫn có kẻ mở ra sát khanh này một lần nữa, còn đem một cỗ sát thi đã tế luyện thành công ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Hặc hặc, xem ra trời không tuyệt ta a. Gã thanh niên gầy gò nghe vậy, bỗng nhiên cười như điên một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.